Trong gia quyến cả thảy Y đăng nhô nhà tỳ đăng hộ tu thích thích đa hồng tư nhà ta dô. Y đăng nhô nhà tỳ đăng hộ tu thích thích đa hồng tư nhà ta dô. Y đăng nhô nhà tỳ đăng hộ tu thích thích đa hồng tư nhà ta dô. Y đăng quát tâm nê phun nhân a sa vắc thá gia và hằng hồ tu. Y đăng nê phun nhân nít bà na sa sa vắc thá dô hồ tu. Ma măng phun nát bà gầm sắp tắc sắp tà năng phá chê ní. Đề sắp đề mê sa năng phùng nát và gầm là bằng tú xà thú xà thú xà thú. Do sự thuyết báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để trợ duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều hưởng đồng điều cả thảy như nhau. Sa thú sa thú sa thú lành thay. A ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ya ma hinh thi tha phụng nhân nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu sa sa năng a kha sắc tha cha bùng mắt thana ga ma hít tích ca phụng nhân nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu nô ga ru a kha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga ma hít tích ca phụng nhân nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu nhà ta vô a ca sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mất thi ca phụng nhân nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu pha mi nô a ca mắt tha đề hoa na ga mất thi ca phụng nhân nô anu mô đành tu chích rằng rắc thành tu nô sa đà chư thiên ngự tranh hư không địa cầu thiệu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ ăn vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bình lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh dần kinh cu sa la cầm bằng khắc tâm bằng khi đi dần ma ma sa về na hòa cha ma ma sa ti đế sệ sư khắc tăng khắc tăng về sắc ta sanh như nhô a ti về ca sắc ta a sanh như nhô khắc tăng phuồng nắc pha lầm mê hàm sắp đề thả di pha quăng tu tệ về tăng khắc tăng tu vi đinh tăng đinh năng phuồng nắc pha lầm ma ya về ca tha sa na cha nành ti đề về sắc ta diệu văn ta hà rất hệ tu kha ma nhung nhân bộ cha năng sắp bề la văn ma ma sề ta sa ti con xin hỏi hướng phước khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh đại cao quyến thuộc gần xa gần hiện tiền quá vãng thập thần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo diệt báo truyền giúp cho thảy điều hưởng vị cam lồ đạo căn bất thối tam vô khổ sầu lời vàng tâm sâu thấm nhuận tâm họ năm châu thái bình nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chung thiện tính tâm giữ vẹn một niềm cung bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu con xin đọc các bạch thỉnh pháp sư ê quang ta hầm bát tỳ râm ma ta có quanh tăng ác cha chắc ta tùng hì phá quê na tăng bút thô khả rung nghề na thi qua Say ya tan ha vuk tha ya ma de namikada yang ta to ga to phang cha wat ya da yo nai ye a mang tha ye chi tham ma to ta to pha pu ti sam vuk tho anu na tham ma de sa nang ma ka wat sa ni de se chi sắc ta nang a tha chi tha khang te na sa tu ai yo bang te để về chú thầm ma đề sa mạng sắc bà di thắc pa ri sa gia nút thầm thăng thi kha ta huệ phạm thiên thành kính khẳng khoản phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc giả ngày giờ chân sang thiết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy
Thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng các nô từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được chí chi vẹn toàn. Còn xin cung thỉnh, còn 2 phút nữa chắc cũng đủ đậu đọc bài gì hết nữa. Con xin cung thỉnh sư Chí Đức cầm mic để thử máy về chuẩn bị trả lời những câu hỏi cho các quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Tát Sa Pha Vá Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Vá Vá Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Vá Vá Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và xin mới chào các anh chị đạo hữu. Và âm thanh của sư nghe rất là rõ ạ. Dạ. Dạ, vậy xin mời mọi người có những cái vấn đề gì sau một cái tuần chúng ta tu học, thì có những cái vấn đề cá nhân nào thì xin mời mọi người nêu vấn đề lên để xin sư chỉ dạy. Thì trong lúc đang chờ những cái câu hỏi đó đó thưa sư, thì sư cho con hỏi là hồi tuần trước đó, sư, thì có cái, như là sư có trình bày, nhưng có cái quan điểm cho rằng là khi mà mình thọ tam quy ngũ giới á, thì mình cần phải biết tiếng Bali, phải thọ bằng tiếng Bali thì nó mới là thành tựu. Thì con đặt cái câu hỏi như vậy thì nó có khắt khe lắm hay không? Là tại vì trên thế giới này thì biết bao nhiêu là những người Phật tử họ cũng rất là thành tâm, nhưng mà đâu có biết tiếng Bali, mà họ cũng đâu có điều kiện để mà họ thọ tam quy ngũ giới bằng tiếng Bali. Con lấy ví dụ như là những Phật tử của những nước mà không phải là quốc giáo thì họ đâu có cái điều kiện để mà họ học được cái tiếng Bali. Như vậy chẳng lẽ là họ không có quy y thành tựu hay sao? Thì như vậy thì cái quan điểm đó là thưa sư, nó liệu nó có bị là khắt khe và nghiêm khắc quá hay không? Bởi vì Phật giáo thì mình trọng tâm ở cái phần là cái nội hàm và cái nội dung. Nếu như người Phật tử là hiểu rõ về ý nghĩa của ân đức Phật, ý nghĩa của ân đức giáo pháp, ý nghĩa của ân đức Tăng, dù là bằng tiếng Việt, thì không lẽ là khi mà thọ tam quy ngũ giới bằng tiếng Việt thì không được thành tựu hay sao? Dạ con kính gần Bích hay là nhảy. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, tất cả các nước ở đâu vậy, có các gia tùy tục. Thí dụ như người Việt tới Mỹ, có thể tiếng Anh không giỏi, nhưng mà muốn vô dân Mỹ thì cái điều kiện tối thiểu phải biết một số tiếng Anh để có thể thi đậu được cái lúc mà mình muốn vào dân Mỹ. Thì ở đây cũng vậy. Những cái chuyện là cái căn bản là khi mình muốn thọ tam quy ngũ giới, tức là mình xin để được làm cái cận sinh nam cực tử trong giáo pháp này, thì cái căn bản đó phải biết, chứ nói không biết là không được. Căn bản đó nó có nhiều chuyện hay là ít chuyện? Căn bản đó nó không có nhiều chuyện,
Thứ nhất là mình phải biết ân của Đức Phật có bao nhiêu diện, ân Đức Pháp có bao nhiêu diện, ân có bao nhiêu diện. Và một khi mà mình muốn trở thành những cái điều đó đó, thì mình phải biết cái điều đó. Cái thứ hai nữa đó, người cận sinh ăn bằng nữ tối thiểu phải có năm giới. Thì khi mình thọ tam quy ngũ giới thì phải thọ bằng tiếng Bali, cái ngôn ngữ Đức Phật đặt ra, chứ không thể nào nói là ôi tôi nghe tiếng Việt đồ này kia cũng được. Nên nhớ cái chuyện đó đó. Mình tới Mỹ, mình xin vô dân Mỹ mà mình ta hỏi mình nói tiếng Việt, chắc chắn là không thể nào thành người Mỹ được. Thì ở đây cũng vậy, cái căn bản đó mình không có cần phải giỏi Pali đến cái độ là có thể đọc được tam tạng kinh điển này, khi không cần thiết. Bởi vì tam tạng kinh điển mình có thể mình dựa vào cái lời giải thích hay cái lời giảng dạy của các giảng sư đó để mình có thể mình hành được. Mà khi mình hành thì mình không hiểu, mình lên mình hỏi giảng sư được. Nhưng mà còn cái chuyện đó mình tự nguyện để làm con sinh nam người nữ thì cái căn bản biết là phải làm được, chứ mình nói không làm được là không được, là không làm được là không được. Đó. Thành ra khi mà mình nghĩ mà mình có thể mình đọc về tiến độ được đó, cái chuyện đó đó mình nói về cái phương diện căn bản nó đã sai rồi. Bởi vì lý do là mình nhập gia với tề tục hình vào dân Mỹ rồi, mình phải biết một số chuyện quan bên ta pháp, thì mình phải biết một số cái chuyện liên quan đến những cái căn bản đó. Chứ mình nói là không không, tôi người Việt, tôi không biết tiếng Tây, tôi không biết tiếng Pháp, tôi cũng không biết tiếng Anh, tôi không biết gì hết, thì trở về Việt Nam sống đi ha. Đi chơi thì được, nhưng mà muốn nhập vào cái xã hội người ta thì cái điều căn bản là phải nhập gia tề tục. Chứ còn mình nói là không không, tôi đọc tiếng Việt thôi, thì cứ đọc đi rồi khi nào mà ngáp ngáp gặp Diêm Vương rồi biết liền gì đó. Nam mô Phật thầy giá. Mô Bụt Thà dạ, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À, một phần là bởi vì tôi sư con thấy trong sách của sư Hộ Pháp cũng có đưa ra về cái việc mà quy y mà sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng Việt. Dạ. À, cho nên rằng là con mới nêu một cái vấn đề như vậy, coi coi là có liệu có thể là linh động được hay không. Dạ. Rồi xin mời các anh chị đạo hữu khác tiếp tục nêu các cái vấn đề để mà xin sư chỉ dạy. À, xin mời các anh chị. Dạ, con kính mời sư dùng trà. Rồi gửi mic cho chị Meta lên hỏi trực tiếp với sư ha. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin có một cái câu hỏi bạch Ngài. Dạ, trong 12 duyên khởi thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, và cuối cùng thì sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ u não. Thì con không biết là khi ở cuối cùng sanh duyên cho lão tử, sầu bi khổ u não, rồi từ đó có thể duyên lại cho vô minh được hay không. Dạ, xin Ngài giảng dạy cho con ạ. Con kính cảm ơn Ngài. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch chư cầu hàng. Dạ, kính thưa chủ vị. Về phương diện duyên hệ, duyên khởi, nó, nếu mình học cho đúng, trong Bali thì đề cập tới bốn chuyện. Tức là từ vô minh tới cuối cùng, hoặc ngược lại, là từ không giữa từ về tên A đi xuống rồi ngược lại hay vậy đó. Nhưng mà trong chú giải thì nó có cả trăm chuyện để nói. Có thể không thể vô cơ vô minh, nhưng mà cái khác cũng duyên cho hành được, chứ không phải không. Bây giờ quý vị muốn học cho hiểu thì quý vị phải hiểu từng cái tâm. Ví dụ như tâm tham thứ nhất, nó có bao nhiêu tâm sở theo nó. Thì khi quý vị tính ra theo duyên khởi thì nó không có đủ 12 đâu nha. Mà có thể nó có ít hơn. Hoặc là một cái tâm như tâm nhãn thức đi,
Thì tính ra nó cũng không có bao nhiêu, nó có 7-8 chuyện thôi để nói thôi. Thì nó mỗi một cái như vậy đó, mình sẽ coi dần biết nó đi vòng 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 cái gì, nó cũng có thể nó từ đầu tới đuôi rồi nó trở ngược lại. Nhưng mà trở ngược lại theo cái điều kiện, không phải giống như mình đọc được vô minh duyên hành hành nhận thức vậy đó. Hả? Bởi vô minh duyên hành hành nhận thức nó chỉ nằm ở một số tâm mà thôi. Còn những cái tâm khác thì nó không có được. Mà khi không có được đó, thì mình phải coi cái trong đó đó, cái những cái tâm sở đi theo nó có bao nhiêu loại tâm sở được nằm trong cái là chi pháp của cái duyên khởi, thì mình mới biết nó đi từ đâu, đi ngược đi xuôi hay đi qua đi lại được. Chứ còn bây giờ mình hỏi một cái tổng quát không ai có thể trả lời được cả, bởi cái đó là những cái điều mà liên quan tới duyên hệ duyên khởi đó, nó là trùng trùng duyên khởi trong đó, thành ra có thể nó thành cái này, nó thành một cái lộ trình tâm đó. Ví dụ như một cái tâm thôi, ví dụ như tâm ngủ mà hướng tâm đi, mà nó duyên cho cái nhãn thức á, nó có trên 100 cái duyên nhân duyên khác nhau. Thì bây giờ nếu hỏi như cô mới ta hỏi thì không thể trả lời được. Còn phải biết nó ở chỗ nào. Còn nếu mình nhìn vô mình nói cái tổng quát thì không thể nói về duyên hệ duyên khởi được. Nó học cho nó kỹ đi, chứ còn mình học chưa xong tâm sở di sắc mà mình muốn học duyên hệ duyên khởi, chúng tôi xin khuyên quý vị không nên tốn thời giờ về những cái chuyện đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng, kính mời quý vị khác ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư vừa rồi. Dạ, xin mời các anh chị đạo hữu khác mạnh dạn nêu các cái vấn đề để được sư chỉ dạy. Dạ, xin mời ha, anh chị cứ mạnh dạn giơ tay lên hay là gõ lên để chúng tôi đọc lên để cho được sư chỉ dạy. Sự thắc mắc của các anh chị cũng là cái duyên để cho mọi người được sư giảng dạy thêm. Rồi, nếu mà vẫn chưa có ai nêu lên thì con xin nêu cái vấn đề tiếp theo. Là sư xin sư chỉ dạy về cái sự khác nhau giữa về cái 12 xứ đó, thì nó có cái ý xứ nè, rồi tướng, rồi ý vật, rồi ý môn, thì ba cái đó là khác nhau như thế nào? Ý xứ nè, rồi ý vật, rồi ý môn. Thì như con có được hiểu, ý xứ là kể cả 121 tâm, còn cái ý môn thì lại là chỉ kể đó là cái hữu phần. Và xin sư chỉ dạy thêm là ba cái này nó khác nhau như thế nào. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra những cái này đó, nếu mình coi trong cái chánh tạng đó, thì nó rất là ít và hiếm nữa. Thường nó nằm trong chú giải. Các nhà mà sau này đã muốn giải thích một số điều kiện để cho người ta hiểu và người ta có thể thẩm thấu được những cái chuyện liên quan tới tâm sở với sắc, thành ra người ta mới chia theo cái điều kiện sử dụng của những cái chi pháp đó. Thành ra mỗi chi pháp nó nằm ở chỗ nào. Ví dụ mình thường mình học tóm tắt xứ có bao nhiêu loại, rồi nó chia như thế nào, cái đó là người ta chia tóm tắt thôi, mình không thể áp dụng dùng cái đó để áp dụng theo cái đời sống hàng ngày của mình được.
cái đời sống hàng ngày của mình đó, là nó những cái này là nó dựa vào chỗ nào thì mình nắm được chi pháp của nó để mình ứng dụng. Ứng dụng làm gì? Ứng dụng để tìm ra cái nhân duyên của nó. Thấy không? Nó nằm chỗ đó thì nó được hưởng cái gì mà nó là cái quả hay là nó là cái nhân, hoặc nó ngược lại, nó vừa là nhân mà vừa là quả. Và những cái chuyện đó là nó nằm trong những cái này. Thành ra khi người ta chia ra vậy đó, mình học rồi mình học rồi cái mình không có cơ hội để mình tìm hiểu cho nó rõ ràng, hay là mình áp dụng trong những cái điều kiện về của pháp hành của mình á, thành ra mình không biết cái đó là cái gì, mà mình cũng không hiểu tại sao có những cái này, cái này, cái này, cái này. Thành ra những cái này là để cho thấy là trong trường hợp đó đó, ví dụ như mình nói cái chi pháp đó, trong trường hợp đó đó, thì nó nằm trong cái bao nhiêu xứ của cái đó. Nhưng mà khi mà nó để cho người khác vào nó hoặc nói gì đó, thì nó lại nằm chỗ khác, ví dụ nằm trong các vật chẳng hạn đó. Hoặc là khi mà nó sanh khởi để nó làm chuyện gì, hoặc nó nhường cho người khác, hoặc nó nói gì khác này kia, rồi nên nằm ở trong những cái môn, ví dụ vậy đó. Thì mỗi cái nó có một chuyện, mà cái chuyện đó đó mình phải hiểu được cái chi pháp và cái sự ứng dụng nó trong pháp hành như thế nào thì mình mới hiểu nó được cái gì mà thôi. Thì nó có những cái đó mình học, mà mình học theo cái lối mà như giờ người ta chia ra, cái này ở trường bộ kinh, kia là trong bộ kinh nghiêm trọng đó, rồi mình hiểu kiểu đó, nhiều khi mình hiểu nó không có đúng. Bởi vì khi Đức Phật ngày xưa ngày thuyết, ngày không có thuyết cái gì là trường bộ kinh, ngày cũng không có thuyết cái gì là tiểu bộ kinh đó. Ngày gặp người nào đó thì tùy theo cái căn cơ họ, ngày nói câu rất là ngắn, câu rất là ngắn thôi. Trời ơi, cái từ cái câu ngắn đó người ta có thể người ta hiểu ý ha. Ngoại trừ một số cái điều kiện, thành ra mới có những cái bài kinh nó tương đối hơi dài, mà nó tương đối nó hơi dài đó là dựa cho nhiều người chứ không phải là một người. Thì mỗi người đó phù hợp với một điều kiện nào đó, thành ra có nhiều người vậy đó, thành ra khi ngày thuyết một bài kinh hơi dài chút á thì nó mới xảy ra cái đó. Thì bây giờ những cái đó đó người ta gộp lại gọi là tam tạng đó, tức là 84.000 đại pháp. Thì trong 84.000 bài pháp đó chỉ dành cho những cái người mà thứ thiệt thôi, chứ không phải dành cho mình. Thành ra bây giờ mình muốn học được những cái thứ đó đó, mình phải dựa vào chú giải, sớ giải, hoặc là Acharya qua đá gì ông chồng đó, thì mình mới hiểu được. Thành ra nếu mà mình không dựa vào đó, không có đường nào mà hiểu đó. Nhưng mà rất tiếc là cái bộ tam tạng của người Việt mình đó, thì thường thường không có dịch những cái sớ giải hoặc chú giải. À, nó có những cái mình không hiểu nó là cái gì mà không biết nó nằm chỗ nào. Nó mấy cái này là mình phải coi, ví dụ như huynh coi cái chữ ý xứ này nó nằm trong bài kinh nào, thì huynh phải lật chú giải hoặc sớ giải là coi nó giải thích cái đó là cái gì đó, rồi mình mới biết cái sự ứng dụng của nó, mình mới biết cái sự ứng dụng của nó có bao nhiêu chuyện. Rồi huynh tìm cái chữ ý dẫn nằm trong bài kinh nào thì cũng vậy đó. Rồi cái ý mà ông dạy, rồi mình mới so sánh thôi, coi nó có cả ngàn chuyện để mà so sánh nhau trong những cái chuyện trường hợp như vậy đó. Thành ra những cái bài kinh mà tiết 80.000 bài pháp đó, chúng tôi nói nhiều lần ngài thuyết cho thứ thiệt chứ không phải thuyết cho mình. Thành ra mình muốn đọc hiểu đó, rồi mình phải tìm trong sớ giải chú giải để họ giải thích cái đó là cái gì, rồi mình có thể mình so sánh hoặc mình hỏi những cái gì mà lão thông gì những cái đó để người ta giải thích thêm, thì mình có thể mình hiểu biết và ứng dụng được. Chứ còn nếu không rất là khó, chứ không phải dễ đâu. Nhưng ngài Sa Chí, ngài nghe cả cái hai bài pháp ngài mới đắc. Đó, bài đầu tiên thăm chắc không quên nơi sụt tạng, thứ hai là bài vô ngã tướng kinh thì phải. Rồi khi ngài tóm tắt hai cái điều đó, hai cái điều mà trong bài kinh đó, ngài tóm tắt chỉ có bốn câu thôi. Bốn câu đó ngài đọc cho ngài Sariputta nghe. Đó, ngài Sariputta nghe và có thể hiểu được, ngài hiểu được cái đó là ngài mới đắc đạo quả, thấy không? Đó. Mà bây giờ mình muốn hiểu những cái đó đó, chẳng những mình phải đọc hết cái hai bài kinh đó, thì không là học đọc hết chú giải, sớ giải đã có để kia ta giải thích như thế nào. Rồi mình mới chỉ hiểu mà chưa chắc hiểu tới cái mức mà có thể đắc được đạo quả.
mình chỉ hiểu để mình áp dụng, để mình hành một số cái chuyện mà thôi. Đó. Nói vấn đề nó rất là nhiều khê chứ nó không có dễ. Thành ra nếu mà huynh hỏi kiểu này là chắc là thầy tốn thì giờ có mấy tháng nghiên cứu rồi mới trả lời được chứ. Rồi hỏi cái gì đơn giản mình có thể mình ứng dụng được hàng ngày trong pháp học pháp hành của mình đó, thì nó tốt hơn là hỏi những cái mà nó rất là tổng quát như vậy. Thành ra tìm được cái nơi mà để coi nó nằm đâu không đó. Cũng đủ mệt rồi. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ, còn kính tri ân sư. Dạ, là tại vì trong cái vấn đề về thực tập về thiền quán thì đụng tới cái sáu nội xứ với sáu ngoại xứ đó, thưa sư. Dạ, cái vấn đề mà mình hiểu rõ về cái ý xứ này nó cũng giúp cho cái vấn đề mình thực hành ở trong cái vấn đề thiền quán. Đó, thì cái ý xứ là trong con cũng học ở trong là cái sáu nội xứ với lại sáu ngoại xứ, là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, rồi ý xứ. Con chỉ có thắc mắc thêm ở trên sư quan giải thích cái ý quê trong lộ trình tâm á, thì ý môn ám chỉ là những cái tâm hữu phần, thưa sư. Thì môn là cái chỗ để mà nó dẫn đối tượng vào một cái lộ tâm. Ví dụ như nhãn môn thì nó sẽ là cái cửa để mà nó dẫn cái cảnh sắc vào cái lộ nhãn. Rồi nhĩ môn là nó sẽ dẫn cái cảnh thinh vào cái lộ nhĩ. Nhưng mà cái ý môn thì con cũng chưa có được hiểu kỹ cái vấn đề này. Con xin sư Từ Bi Quan Hỷ giải thích về cái chữ ý môn. Thì như con biết, con được học thì cái ý môn lại là ám chỉ đó là những cái tâm hữu phần. Dạ. Những cái tâm hữu phần. Dạ. Không biết là xin sư chỉ dạy thêm về cái chỗ này. Con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bồ Tát, kính bạch Chư Tôn, giả kính thưa chư vị. Thì trong như chapter 3, chapter 7 trong Tháo Hoa Lá đó. Thì nhãn môn tức là nó có cái chi pháp của nó. Nhĩ môn, nhãn môn, nhĩ môn, nhãn nhĩ, tỷ, tỷ thiệt, thân, thân môn. Nó có chi pháp là ý môn, nó có chi pháp của ý môn nó là 19 cái tâm hữu phần. Tức là cái đó là cái chi pháp của cái ý. Thì cái ý là mình nó muốn trở thành một cái nơi mà để cho những cái khác mà trước khi nó vô rồi thì nó phải đụng vô cái một trong 19 rồi hoàn thành theo cái ý môn của mình sanh ra cái với cái tâm hữu phần nào đó, thì cái tâm hữu phần nó là cái chi pháp của cái ý môn của mình. Tức là lậu ý đó bình thường nếu mà nó không lên nó bắt đối tượng đó, thì nó lại là phải quan khác. Ví dụ như bây giờ mình có bắt đối tượng thì theo cái đối tượng đó là đối tượng gì, nếu đối tượng của ý môn hay đối tượng cái gì chồng á thì nó mới lên những cái tâm khác không phải là tâm hữu phần. Nhưng mà khi cái lỗ nó không có gì hoạt động á thì nó cái chi pháp của cái lỗ ý đó là 11 trong 19 cái tâm làm cái nhiệm vụ có quan khá đó ha. Thì cái đó là cái chuyện bình thường thôi chứ đâu có ai đâu. Cái ý môn là vậy ha. Tức là cái đó là chi pháp của cái sáu môn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Nhãn môn nó có chi pháp, nhĩ môn cũng có chi pháp đó. Nhưng mà ngũ môn thì nó có chi pháp là sắc, nhưng mà cái ý môn là chi pháp là danh, mà cái danh đó là 11 trong 19 cái tâm hữu phần. Chứ không có gì đó. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ, con kính đơn lời dạy vừa rồi của sư. Tướng tôi xin mời cái nick là Chiếc Lá Mùa Xuân lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ.
Nam mô Bố Đà Giá, Nam mô Nam Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Liễu Tông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ thưa Ngài, con có cái câu hỏi là khi trước khi mà mình làm vườn, như mình nhổ cỏ, mình cắt cỏ đó Sư, thì mình có nên là có cái tác ý là cũng như là tôi cũng như là tôi có tác ý là tôi làm cỏ đây thôi, nhưng mà tôi hoặc là tôi làm vườn vậy thôi, nhưng mà tôi không có cái ý là tôi giết chúng sanh nào dưới đất hết trơn á. Nếu mà có lỡ giết thì cũng nếu mà có lỡ bị dính chưởng thì đừng có quán trách tôi hay là gì đó. Thì mình trước khi mình làm vườn á thì mình có nên tác ý như vậy không Sư, hay là mình chỉ cần mình làm thôi, rồi mình ví dụ như mình làm mình cẩn thận, mình ráng mình cẩn thận để mình né những cái như là để giết chúng sanh ở dưới đất thưa Sư. Dạ con sư chỉ dạy ạ. Con xin nhân mít cho Sư. Nam mô Bố Đà Giá, kính bạch chư Tổ Hoàng giả, kính chưa thưa chư quý vị. Thật sự cái nghiệp mình nó có ngàn cả ngàn chuyện để nói chứ không phải một hai chuyện. Mình không có tác ý để làm chết chúng sanh. Ví dụ như mình đi, mình đạp kiến, đạp đồ, mình có tác ý chết chúng sanh. Nhưng mình nhớ một điều đó, mai kia mốt nọ đó mình sanh lại xong kiến thì cũng có người không có tác ý giết mình đâu, nhưng mình vẫn đạp mình như được. Mình nhớ chuyện đó. Nhớ. Thành ra có những cái chuyện mình coi bình thường, nhưng mà thật sự nó được. Tại vì nó có cái ngàn chuyện để nói nó mới hết, chứ mình nói một hai cái nó không có hết. Đó. Nhưng mà nếu mà mình hằng ngày đó mình có cái nghiệp mà nó gián tiếp gì liên quan tới sanh, thì mình nên hành những cái pháp để làm sao mình có thể mình đắc quả tánh, thì nó mới những cái nghiệp đó nó mới theo không kịp mà thôi. Ví dụ như có mấy vị hồi xưa đó, mù rồi đi kinh hành cái đạp này đạp nọ đó, nhưng mà chịu mấy vị đắc quả thánh thì cái nghiệp đó nó theo không kịp. Chầu rằng không có tác ý đạp nó, nhưng mà mai mốt thì người ta cũng đâu có tác ý đạp mình đâu. Nếu mình sanh làm trùng làm dế làm kiến rồi họ đâu có tác ý họ giết mình đâu, phải không? Hay là cái gì mình cẩn thận là chuyện tốt, nhưng mà cái cẩn thận nhất á là nên học hỏi giáo pháp Đức Phật để làm gì tới cái nơi cuối cùng thì mình mới thể mình tránh được những cái chuyện nhỏ nhỏ đó. Còn nếu mình còn sanh lại làm việc chưa chắc dầu rằng mình không có tác ý, nghĩa là không có phạm giới sát sanh, nhưng mà khi người ta đạp mình, người ta cũng đâu có tác ý đạp mình đâu, thấy không? Người ta cũng để kinh hành thôi. Thì lúc đó không lẽ mình trách họ tại sao đạp tôi á? Cái quan trọng là mình học Phật pháp để cho mình làm sao mình đi ra khỏi cái chốn luân hồi này thì nó mới an toàn thôi, chứ còn mình ở trong chốn luân hồi này đó mình không có tác ý, nhưng đừng có nghĩ rằng nó không có cái quả khác nó liên quan tới cái đó tới với mình ha. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bố Đà Giá. Nam mô Bố Đà Giá. Dạ, con xin tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Dạ, xin mời những cái người khác nêu các cái vấn đề của mình lên. Hồi nãy sư vừa mới đề cập đến cái vấn đề về tác ý mà Manasikara. Thì nó có một cái pháp rất là phổ biến, phổ thông, rất là quan trọng ở trong đạo Phật của mình là Yoniso Manasikara, thường dịch là như lý tác ý. Như vậy một người Phật tử trong một cái đời sống hàng ngày thì chúng ta nên như lý tác ý Yoniso Manasikara trong cái đời sống hàng ngày, cũng như là trong cái lúc mà mình thực hành thiền
định với thiền quán á, thì mình nên tác ý như thế nào là cho nó đúng, mà con chính gửi mít để cho Yoniso Manasara. Dạ, con gửi mít. Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn, kính thưa chư quý vị. Thật sự cho em chữ Yoniso Manasara, Manasara cái này chữ quý, chữ biết đến cái gì đó. Còn cái Yoni, Yoniso đó thì nó là cái gốc của nó từ chữ Yoni, tức là nguồn gốc. Thì mình làm sao mình tìm hiểu thêm tới cái nguồn gốc của cái mình đang làm, thì cái đó là Yoniso. Bình thường mình á, mình làm nhiều khi mình không có đủ cái khả năng để mình làm cái việc đó, tại vì cái kiến thức của mình về cái phương diện đó nó rất là thiếu thốn, thì mình không thể vô này sổ Manasikara được. Nghĩa là mình chú ý để tìm tới cái nguồn gốc của cái mà mình đang quan sát. Thì nó muốn vô sổ Manasikara, cái người đó phải có cái khả năng về pháp học rất là nhiều chứ không phải ít được, thì mình mới có thể mình quan sát, mình nhìn tới cái đầu của cái câu chuyện đó và tới cái đuôi của cái câu cái điều mình quan sát, dù trong pháp hành vô sự sổ nói chỉ có đó về cái đối tượng nào mình đang hành thì đối tượng có phù hợp với cá tánh của mình hay không, cái đối tượng đó là nó từ đâu, hay là do mình tưởng tượng ra, hay là do trong sách vở hay gì không, nó có nhiều chuyện vậy đó, thì mình quan sát để mình xem theo đó. Thành ra nó rất là nhiều chuyện. Quý vị nên nhớ đó, cái pháp học của mình đó, mình học cho như thế nào đi nữa nhưng không tròn đủ đó. Thành ra đó lý do tại sao mình học xong rồi đó, mình phải vô trường thiền là mình phải có vị thiền sư để họ theo dõi mình một số vấn đề để họ giúp mình. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mình học nhiều đó đủ rồi, mình vô rừng mình tự hành này, coi chừng. Quý vị nên nhớ đó, hằng ngày người ta muốn đi chỗ này chỗ nọ người ta cần cái bản đồ, nhưng mà không có nghĩa là mình nghiên cứu bản đồ đầy đủ rồi mình không đi lạc. Có bản đồ vẫn đi lạc như thường đó. Ngoại trừ cái người trải bản đồ đi trên bản đồ thì không tới đâu hết thì không có lạc, nhưng mà mình coi rồi mình đi vẫn lạc như thường chứ không phải là không lạc. Thì cái này cũng vậy, cái nơi vô sổ là tới tận cái nguồn gốc của cái điều kiện mình đang làm thì mai ra mình có thể mình đi ấy được. Chứ còn nếu không á là mình vẫn có cơ hội để sai lầm như thường, mà sai lầm rất nhiều chứ không phải sai lầm ít đâu. Ví dụ như bây giờ mình nói ai cũng có cái kinh nghiệm chưa, mình học xong á mình đi thi đó, mình vô mình làm cho đã đời, tới chừng bước ra khỏi trường thiền biết mình làm không trúng là tại sao nếu mình biết trước là tại sao mình làm cho trúng rồi chứ mình làm tới chừng ra biết chỗ đó mình trật rồi hả, tại sao thấy không, là không có vô ni sổ Manasikara cho đúng mức đó. Nếu vô sổ đó thì mình đã không có sai, mà mình sai là tại vì mình vẫn còn thiếu sót trong những cái chuyện mà mình quan sát, những cái mà mình đang làm, những cái mà mình đang ở với cái điều kiện đó. Thành ra đó là vô là người biết cách vô Nisanasikara, thì cái đó là nó phải dựa vào như lý thuyết, nó dựa vào nhiều chuyện lắm, dựa vào pháp học có, pháp hành có, cái dựa vào những cái kinh nghiệm đời thường có, kinh nghiệm người khác mình từng biết qua rồi này kia, rất nhiều chuyện để có thể hoàn thành được cái chuyện như vậy. Chứ còn nếu không rất là khó. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Cái có quan điểm cho rằng cái Yoniso Manasikara là mình sẽ lái cái tâm mình, hướng cái tâm mình vào trong cái ví dụ là vấn đề về chân đế, tục đế, rồi tam tướng, rồi lý nhân quả, thì đó là một cái sự như lý tác ý. Như vậy có được không thưa sư? Tức nghĩa là
Khi mà mình đối duyên và mình xúc cảnh đó, thì phải hướng cái tâm vào trong cái khía cạnh về tam tướng, rồi về nhân quả của vấn đề, rồi về cái nào là pháp chế định, cái nào phải phân biệt, nào là cái sự thật chế định, cái nào là sự thật chân đế, để mà biết rõ như vậy. Thì đó có phải là cái quan điểm đó cho rằng đó là một cái dạng là Yoniso Manasikara có được không, hay sao, thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy chi tiết hơn về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, mình muốn nô Yoniso Manasikara đúng mức thì mình phải biết cái điều mà mình đang nhìn tới, đang quan sát nó. Mà cái điều quan sát nó có một số cái điều kiện mà mình phải biết. Chứ còn bây giờ mình nói là mình dùng cái đó để cho cái này, cho cái kia, cho cái kia, nhiều khi mình quan sát nó không đúng. Và mình vô đi sổ cũng không tới. Đó. Ví dụ như mình nói bây giờ đó, mình đi hơn mình học trước đi, mình học là mình tìm hiểu cái thành quả của người khác, thì cái kinh nghiệm mình bao nhiêu mà mình có thể vô sổ mà nói chỉ cà rá cho cái chuyện đó được. Từ khi học tới nơi tới chốn, mình học tới nơi tới chốn rồi đó, cái điều mình học chưa chắc nó đúng mức. Thành ra người ta mới bày ra cái pháp hành là vậy đó, pháp học pháp hành. Thì khi nào người ta hành tới nơi tới chốn rồi, người ta mới biết là cái điều mình học đó, cái pháp học mình học đó, nó chính xác. Còn nếu không chưa chắc, nếu cái pháp học của mình nó không chính xác rồi đó, mình hạ thủ công phu, mình cứ vô đi sổ mà nói sĩ cà rác cỡ nào cũng không thành. Bởi vì từ cái gốc nó đã sai rồi. Đó. Mà nó sai rồi thì là mình đi vô sổ Manasikara, mình dựa vào đâu để mình vô đi sổ Manasikara. Nó không phải dễ, rồi nó rất là dễ, nhưng mà chắc chắn là nó không phải dễ. Bởi vì thường thường mình học rồi mình phải hành, để làm chi? Để mình xem cái thành quả giữa pháp học pháp hành nó liên quan như thế nào, thế nào, thế nào. Thì trong thời gian đó đó mình mới vô những sổ Manasika giữa pháp học với pháp hành mà mình đang thực hành như vậy đó, thì mình mới thấy được cái sự thật mà mình muốn thấy. Chứ còn nếu không chưa chắc nhá, nếu không chưa chắc. Bởi vì bây giờ mình nói là thí dụ như mình nói pháp hành đi, cái người ta hành đàng hoàng, ta hiểu biết, ta mới đặt cho mình là 16 tuệ, 16 tuệ minh sát, tuệ nhất, tuệ hai, tuệ ba gì gom sòm đó. Mà bây giờ ngay cái tệ thứ nhất của mình pháp học mình chưa đủ, mình cũng hành không được rồi. Hành để tới để được cái tệ thứ nhất cũng đã không được rồi. Thì mình vô đi sổ mà nói Sikara cho nào. Phải không? Thì phải có pháp học. Học rồi khi mình hành mình thấy cái đó rồi đó, thì mình phải dựa vào một số cái điều kiện khác để mình thay coi cái thấy của mình nó đúng hay là nó không đúng. Thành ra khi mà mình đi không đúng, tới chừng mình biết mình không đúng rồi, nó trễ rồi, thấy không? Đó. Thành ra thường thường đó, để ý tại sao mà người ta bắt mình phải vô trường thiền để có cái ông thiền sư để hướng dẫn mình là như thế nào, để đề phòng cho mình những cái chuyện đó. Mình vô trình pháp là bị ông đó ông có kinh nghiệm, với kinh nghiệm của ông thì ông biết mình sai đúng, thì ông điều chỉnh cho mình. Còn nếu không là tại sao kinh thí dụ do đó đã cho thấy là có những người vô hành đó, tại sao vẫn lạc thiền như thường, lạc đường là tại sao? Tại vì có những cái điều mình không nói thật cho ông thiền sư biết là ông có giúp mình cũng không được. Khi nó nhớ có nhiều người đó vô làm thời gian sao tỉnh là vậy đó. Vì cái sự vô sổ Manasikara của mình đó, nó không đúng, là khi mình trình pháp mình cũng không nói hết vấn đề, là nó không ai giúp đỡ được mình hết. Giả lại cái sự hiểu biết mình có còn khuyết điểm, thành ra mình là người lãnh đủ thôi, nghe không? Nam mô Bố Thầy. Dạ,
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À, xin mời mọi người. Xin mời mọi người tiếp tục. Là con kính gửi nước cho sư ngồi nghỉ. Xin mời mọi người nêu các cái vấn đề của mình lên. Một trong những cái vấn đề mà rất là thiết thực đối với Phật tử, vấn đề mình trao dồi cái tâm thiện dục giới, thì ở trong cái tâm thiện giới thì nó có một cái nhóm, đó là cái nhóm hợp trí, mà như sư đã nói là nó rất là khó đối với lại phàm phu, rất là khó có được cái tâm thiện hợp trí. Thì có quan điểm cho rằng là khi mình làm thiện mà mình có như lý tác ý, mình có như lý tác ý, ví dụ như là mình tác ý về nhân quả, mình tác ý về tam tướng, về tứ đế, để mà mình cài cái nhân, cài cái nhân vô si ở trong cái việc thiện đó, thì như vậy đó có phải là một trong những cái cách cụ thể để mà có được cái tâm thiện hợp trí hay không, thực sự? Còn lấy ví dụ như bây giờ là mình bố thí, mình cúng dường cho chư tăng, nhưng mà ở trong cái hành động đó đó, mình cài vào đó cái hiểu biết về nhân quả, mình cài vào đó cái hiểu biết về tứ đế, về tam tướng, vân vân, thì như vậy đó có phải được xem như là một cái việc thiện, một cái nghiệp thiện mà là có cái nhân là vô si hay không? Dạ, con kính gửi bích cho sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch chư tăng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, những cái điều mà mình nói mình cài vô đó, mình đã có sự hiểu biết đầy đủ chưa? Đó. Nếu mà mình học mà đàng hoàng, mình có sự hiểu biết đầy đủ á, thì làm của mình nó mới có hy vọng là có cái tâm sở vô si được. Chứ thường mình làm đó, đa số mình để cái đời sống hàng ngày mình xưa bài nay làm. Mình làm theo cái thói quen. Ví dụ như mình học đây, mình học đây nè. Ví dụ tôi dạy nhiêu đó thì mình cứ học nhiêu đó. Rất hiếm người học cái điều mà ta dạy rồi lại đi lục lọi tìm tòi một số cái khác để giúp ích cho cái sự học hỏi của mình. Rất hiếm có, mà đều rất hiếm. Thành ra thường thường đó, mình để rồi hàng ngày mình đi học đó, mình học cái gì? Học sách vở đã có sẵn, với cái sự mong cầu là khi mình thi đậu thôi. Chuyện thì bình thường, bởi vì người ta không cho gì ngoài sách vở. Nhưng mà khi quý vị đi, quý vị mới develop những cái sự thiếu sót của quý vị. Nó có những người ra đi làm thời gian sau mới develop được cái đó, thì lúc đó mới có khả năng vô đi sổ mà nó sẽ cà rá được. Chứ nếu mình chưa develop được cái nào dư, cái nào thừa, cái nào thiếu, cái nào mình biết, cái nào mình chưa biết hay là chưa kinh nghiệm gì đó, thì làm sao mình vô đi sổ mà nó sẽ cà rá chỗ nào được. Thì bao giờ cũng vậy đó, khi mà đi học rồi đó, nhiều khi đậu rồi kia em sùm rồi, nhưng mà chưa chắc là đã là người hoàn hảo, ngoài trừ đi làm thời gian sau. Với kinh nghiệm việc làm giờ bị chửi te tua rồi này kia, chồng bị mất job rồi này, mới học được những cái đó. Thành ra thí dụ mình nhìn để ngày không biết, mình học cùng trường, ra cùng một lượt, đậu giống nhau, thí dụ như đồng hạng giống nhau, nhưng tại sao đi làm có người được hưởng cái điều kiện tốt hơn mình, hay được gì này nọ rồi kia chồng. Đó là do những cái vô nơi sổ mà nó sẽ có, bên cạnh cái việc học hỏi và cái việc thực hành một số điều kiện. Thành ra khi họ đi làm, họ có cái điều kiện để họ tiến thân dễ hơn mình. Còn nếu mình cứ y theo sách vở mình làm, học y theo sách vở mình làm đó, coi chừng mình không có thể develop được những cái khác được.
Thì gì nào mà đi làm rồi thì cứ suy nghĩ những cái điều đó thì biết liền. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Như vậy bây giờ là cụ thể một cái vấn đề là ví dụ như là chúng ta làm một cái thường là cúng dường là để bát cho chư tăng, ví dụ như vậy, hoặc là cúng dường trại tăng, thì sẽ nên tác ý như thế nào? À, thì đó gọi là Yoniso Manasikara, để mà cái hành động đó đó thưa sư nó trở thành là cái hành động mà có cái nhân vô si. À, đó là cụ thể là khi mà chúng ta là để bát nè, chúng ta là cúng dường chư tăng nè, vân vân đó, thì chúng ta nên tác ý như thế nào để mà có cái nhân vô si ở trong đó. Dạ, con kính gửi bích cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị, mình phải biết điều kiện là phải biết một số chuyện liên quan tới cái ông sư mà mình để bát cho. Tại vì có thể cái món mà mình đem tới đóng bệnh thì ông cũng chết như thường. Mình có một số cái vấn đề mình đem tới mình bảo đảm hoàn hảo thứ thiệt, nhưng mà ông sư đóng bị dưỡng một chất nào trong cái điều kiện mình đem dân ông cũng ba thở như thường. Thành ra mình chẳng những biết mình phải biết người nữa. Đó. Hằng ngày mình vô mình gặp mình xin thính pháp với ông sư để mình để ý một số cái điều kiện về đời sống của ông sư này kim sùng, để mình biết một số cái điện như vậy đó. Thành ra khi mình dâng từ từ mình điều chỉnh cái sự dâng cúng của mình thì cái lúc đó là nó mới có sự thuần thục, mà khi mà thuần thục thì những cái sự suy nghĩ của mình nó làm cho cái trí tuệ mình nó mới phát sanh được. Chứ còn mình cứ làm theo thói quen, cái ngày nào mình cũng nấu cái đó, mình ăn gì mình nấu nấy, nghe mấy ông sư nói à, có ăn thế nào dân sư này cũng được, nhưng mà đừng nói mình người khỏe mạnh, ông sư người bệnh hoạn hay là ông bị cái chứng gì đó, mình ăn, đem cái của mình vô ông ăn là ông ăn riết rồi ông đi đoàn tụ sớm chứ có gì đâu, thấy không? Thì làm sao gọi đi vô đi chỗ của nó thì cả đó được. Thành ra nó có rất nhiều cái chuyện mà liên quan tới cái người đối diện mà mình phải học hỏi, phải tìm hiểu cho nó đúng mức thì mai ra mình làm nó có kết quả, còn nếu không chưa chắc. Nam mô Bổn Sư Gia. Nam mô Bổn Sư Gia. Dạ, con kính tri ân lời dạy của sư. Xin mời mọi người. Kính mời mọi người nêu các cái vấn đề khác lên. Rồi, xin mời cái nick Pháp Nguồn Lào Cai lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chi Tiết, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Và kính bạch Ngài cho con xin được hỏi câu này ạ. Như là làm cái việc như sư vừa nói, làm cái việc là cúng dường trai tăng vị sư ấy, thưa sư, thì như con thì thấy là nếu như mà trong cái việc làm đó của mình có đầy đủ tam tư ấy, thì sẽ có những cái kết quả tốt đẹp ấy. Thì như ngài cũng vừa nói, nhưng mà đấy là mình cũng dùng một vị sư thôi thì mình mới biết được rằng là nếu mình theo dõi vị đấy thì mình mới thích hợp ấy. Thế nhưng mà ví dụ như là mình cúng dường cả một tăng đoàn đi thì cũng khó mà biết được rằng là vị nào thích hợp với những cái món nào đó, thưa sư. Thì ví dụ như hôm vừa rồi con cúng dường chay tăng đi thì con cũng làm một cái món như là món gỏi sứa ấy, thưa sư. Thì cũng có một vị ăn xong rồi thì bị tự nhiên bị phản ứng, bị sưng một chút ở mặt đó, thì như kiểu bị dị ứng đó, thưa sư. Thế nhưng mà khi mà vị nói thì con mới biết. Thì mình lúc đó mình cũng dường cả một tăng đoàn thì cái này thì cũng không phải là do cố ý hay là gì á, thưa sư. Thì tự nhiên con vẫn cảm thấy nó hơi bị thấy có lỗi. Vâng.
Nhưng mà như sư nói rằng là nếu như mà cúng dường thì phải biết vị này ăn được cái gì, ăn được cái gì, thì nếu như mà ở một cái tăng đoàn thì nó rất là khó để mà cho được hoàn chỉnh như vậy. Con kính mong sư chia sẻ thêm cho con một chút để con có sự hiểu biết thêm về cái này ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Alo, 1, 2, 3, mọi người còn có nghe được âm thanh không? Dạ, chị Pháp Nguồn Lào Cai vừa mới nêu câu hỏi, không biết là sư có nghe được không thưa sư? Dạ, con gửi mic lại để cho sư lên cầm mic lại ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh Bạch Chư Tổ Nguyện, dạ kinh thưa chủ vị, đi nghe đại về. Thật sự đối với ông Chư Tăng này rất là khó, tại vì ông sư nói ra không được. Ông người Phật tử mà dân cái gì đó mà ông sư nói tôi ăn cái đó không được, tôi bị dính đồ này kia là không có được. À, nhưng mà cái đó là tùy ông sư, có những cái chuyện là phải ông sư cũng phải đóng góp một phần để cho ông không có bị cái đó, và người dân cũng không có bị lỗi lầm. Ngày xưa chúng tôi hồi mới qua Thái, tôi bị dính có cái loại mắm gì của Thái, tôi không biết. Đó. Nhưng mà đi lần nào cũng có đó. Mà mình học thì của người đời dân mà mình bỏ thì nghe phạm. Anh đó không dám ăn thì ăn là bị. Thì ông sư ông ở gần chúng tôi đó. Ông thấy ông này mỗi lần đi thì bệnh gì ăn xong hay sao hay sủa không mới để ông để cái ông biết rồi, ông nói cái nào ăn được á, nhưng mình đã nhận rồi đó thì mình nếm cái thôi chứ đừng ăn, nếm cái để qua bên đó. Thì mình nếm chút gì đó, nếm rồi để qua bên, được lên nó mới bớt cái kia. Chứ còn mình mà thật tình mà mình làm mà ăn, mình ăn vô là mình chết thôi đó. Thì cái đó là lỗi một phần của ông sư, tại vì ông sư ông phải biết cái thân thể ông như thế nào, cái nào mà lỡ vô bát ổng thì ổng dùng nhiều không sao thì dùng, mà dùng có thể bị gì thì chỉ cần nếm cái thôi để cho nó không có bị phạm cái giới của ông sư đó. Thì bây giờ mình cái mà dân cái chư tăng thì mình cứ dân như cái đó, còn cái chuyện kia ông sư ông phải biết cách để ông khỏi bị những cái đó chứ nha. Nhưng mà mình cũng nên để ý thì có những cái món mà mình cảm thấy chưa tăng sao mà không dùng được hay là gì đó, thì sau này mình cứ dân mình đừng có để đem mấy cái món đó theo thôi chứ có gì đâu. Cả hai bên đều phải thủ được. Mình không biết ông sư như thế nào, nhưng mà ông sư thì ông phải biết ổng, thì cái nào ông dùng được dùng, không được thì ông, mà lỡ vô bát ổng thì ông chỉ nếm chút thôi. Chứ còn nếu ổng nếm mà ổng thấy cái bộ ngon á, ổng ăn tiếp thì ổng chết không ráng không chịu chứ mình đừng có thắc mắc gì cả. Dân thường thường nó dân những cái đồ gì mà cảm thấy là không có thể có bị phản ứng này kim sùng thì nên dân, dầu rằng có một vài vị sư có thể bị phản ứng nhưng mà cái đó không sao, mình đâu không có tác ý đó. Thì ông sư phải biết cách, ổng ăn cái nào ổng thấy không được thì ổng ngưng, hay là ổng ăn cho có lệ, tại vì lực giới lực của ông sư như vậy thì ông chỉ dùng vậy thôi. Chứ còn mình sợ mình dâng cho ông sư rồi cái ông ăn bị này bị nọ cái mình không dâng luôn thì ông chết sớm nữa, thấy không? Một cái tài giá. Dạ, vâng ạ, con kính tri ân ngài. Thực ra thì các vị sư thì nhiều lúc con cũng muốn hỏi là ví dụ như là hôm nay vị muốn dùng cái gì để con nấu làm sao cho nó thích hợp với thưa sư, thế nhưng mà thường thường thì các vị không có nói, cho nên là cũng rất là khó để mà biết được thế nào là thích hợp, cho nên là những cái món gì mà nó thường thường mình hay dùng thưa sư thì mình hay nấu thì
thì chắc là các vị cũng dễ ăn hơn. Nếu như mà làm những cái món gì có vẻ lạ lạ chút thì đôi khi là nó hay bị phản ứng về cái vấn đề bị dị ứng đó, cho nên là cũng rất là khó. Cũng mà Phật tử thì tôi biết sao tâm tư thì tác ý như vậy thôi, chứ còn cũng khó để mà biết được từng vị muốn dùng gì hay làm như thế nào cho nó hợp lý. Dạ con xin phép dùng mic trên đạo tràng ạ. Con kính tri ân ngài. Dạ nam mô Bố Thầy, dạ nam mô Tham Mai, dạ nam mô Sang Kha, dạ dạ cảm ơn cô Pháp Muộn. Dạ ngài, qua câu hỏi của cô Pháp Muộn thì con có cái ý như thế này, không biết có hợp lý hay không. Dạ thường thì theo các chùa mà theo hệ phái Thái Lan thì chúng con đi dân dịch thực cúng dường trai tăng đó, thì chúng con nấu nhiều món và rồi chúng con dân, thì khi đó quý sư mới nhận rồi quý sư để đó, chứ không có, chúng con không có để trực tiếp vào bát của quý sư. Và rồi quý sư chúc phúc xong rồi thì quý sư mới đi nhận, tùy theo sư nào muốn nhận món gì đó thì nhận vào bát rồi ngồi thọ trai. Thì như vậy con thấy cũng đỡ, là quý sư thì quý sư sẽ biết là quý sư thích hợp với món nào không có thích hợp với cơ thể của quý sư, thì quý sư thích hợp món nào thì quý sư nhận món đó, còn món nào không thích hợp thì quý sư không nhận, hoặc là con thấy là chỉ có nhận một tí xíu thôi. Rồi hoặc có khi thì quý sư nhận rồi, rồi quý sư dùng, rồi cái món đó có lẽ là không thích hợp, thì quý sư để lại và đem ra trả lại cho chúng con. Thì như vậy con thấy nó hợp lý hơn là mình phải tự để những cái món vào bát cho quý sư, thì coi như là để cho quý sư tự nhận vật thực vào trong cái bát của quý sư, thì nó có lẽ nó tốt hơn. Con nghĩ như vậy, và con cũng đã từng làm như vậy thì thấy là có hợp lý, có tốt không thưa sư? Và kính sư chỉ dạy cho chúng con ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nó tùy, ví dụ như có những cái chùa đó thì có những cái thí chủ thường trực đó, thì người ta ít có đi bát, bởi vì ngày nào cái thí chủ đem tới để trên bàn này đó, rồi cái tác bạch dân, mấy sư phúc chúc xong rồi mấy sư cần người nào cần gì thì gấp bỏ vô bát của mình, hoặc là lấy chia ra. Thì cái đó là một số cái nơi họ làm vậy, hoặc là một số cái nơi họ làm khác, giống như trường của ngài Lục Bù Sa đó, thì tất cả chư tăng đi trì bình có bao nhiêu trong bát hay về cái là chung một cái ấy gì, rồi cái tới giờ ăn cơm lên cái bắt đầu là ăn gì thì lấy bỏ vô bát về chỗ ngồi mình ăn. Nhưng có nhiều cái chùa thì họ không có để làm theo cái kiểu thời Đức Phật. Ông sư xách bát đi, ôm bát đi, đi mà thấy thí chủ chấp tay thì dở bình bát ra, chứ không cần biết thí chủ bỏ gì vô cái chuyện đó, ông sư không có ngó. Rồi về tới nhà đó thì rồi về tới nhà, thấy vừa đủ ăn thì về tới nhà, cái nào ăn được thì ăn, cái nào ăn được giống như chúng tôi nói đó, nghĩa là nếm chút vậy thôi đó, để tránh những trường hợp mà bị dị ứng về vật thực. Nhưng mà đó là những người ta có kinh nghiệm rồi, còn như không có kinh nghiệm mới tu mà bỏ gì vô bát thì ăn, nhiều khi ăn xong là tào tháo rượt cũng chừng. Nó là tùy theo chùa, tùy theo những cái dùng mà chư tăng muốn làm sao, thì cái đó
nó có cái sẵn. Nhưng mà đa số chư tăng thì những cái chùa mà không có thí chủ mà thường trực thì họ đi trị bệnh, họ bệnh bác đi nay chỗ này mai chỗ nọ, ai có gì bỏ vô thì, nhưng mà họ đi thời gian sau thì họ quen, quen có những cái món ăn không được thì họ cũng nhận vậy, nhưng mà bởi vì nói là không nhận là không được. Ông sư lúc đi trị bệnh mở miệng không có được, nó không cái đó tôi ăn vô tôi bệnh không được. Nên khi mình nhận về đó rồi mình về mình để đó rồi mình nếm cái chút thôi, tức là cũng giống như là đã dùng cái đồ dược thực của chư của người đời ta cúng dường thôi, còn cái nào ăn được không có bệnh hoạn gì ăn nhiều thì nó cũng tương đối nó cũng ổn chứ không gì không ổn á. Điều kể chúng tôi kể là tại vì lúc mình mới tu mình không có biết, nghĩ là ai bỏ vô bát là phải ăn nha. Thì mấy người ta có kinh nghiệm người ta chỉ mình nói hãy nhận trong bát thì thật sự phải ăn, nhưng mà ăn được thì chỉ nếm sơ sơ chút vậy thôi chứ đừng ăn quá mức gì hay nhiều gì đó thì mới bị thôi. Cái đó là theo điều kiện của ông sư, mà theo kiểu ông sư thì Phật tử đâu có biết ha. Thì mình có gì mình cứ dâng cái nấy. Nhưng mà hồi xưa đó thì hồi chúng tôi mới tu thì nó còn hơi khó khăn, sau này nó đỡ cái là nó có mấy bịch ni lông người ta bỏ cơm, bỏ cơm đi vô bịch ni lông canh rồi cái đồ xào rồi gì họ cái bịch bịch gì đó, nó rất là tiện. Như mình về nhà mình nhìn vô cái nào mình biết là thứ mà mình bị ứng là nó khỏe cho mình. Còn hồi chứ không, trước cái thời chúng tôi đó là có cái gì là họ múc muỗng cơm bỏ vô rồi múc muỗng canh uống đổ vô trong mình bát về ông sư vừa để nguyên mình bát dạng à. Thời xưa là ăn vậy đó, ăn rất là ông sư ăn rất là khó khăn chứ không quay dễ giống như giờ. Giờ thì nó đỡ đó là cái nào mình có thể mình được thích hợp thì ăn nhiều, không có thích hợp thì ăn ít được, chứ thời mà xưa chút là khó lắm. Thì không có bịch ni lông có này có nọ đó, cái nó múc hai muỗng cơm bỏ vô, nó múc hai muỗng canh nó đổ vô rồi cái các khó ông sư về nhà rồi ngồi nhiều khi không quen, con nhà giàu mới đi tu nhìn vô cái đó mình bác là ngồi niệm Phật thôi chứ ăn gì nổi. Còn khi nào đi vua riết quen thì cứ ăn về trộn lên là ăn thôi đó. Đời sống con sư nó có nhiều cái nó khác, nó không giống xứ này xứ nọ, nó không có nhau. Nhưng mà con sư phải tập để biết cái nào mà mình ăn mà nó giúp mình thì ok, còn cái nào mà nó không giúp mình hay là nó làm cho mình bị dị ứng hay là phiền hay là bệnh này kia ông sụm đó thì mình chỉ nếm thôi chứ không có cần ăn nhiều, cái đó Đức Phật không có cấm. Nhưng mà tùy theo kinh nghiệm của mỗi vị. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bích Thầy dạ, Nam mô Thầm Mà dạ, Nam mô Sang Khai dạ. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, xin mời quý vị khác đặt câu hỏi ạ. Nam mô Bụt Thầy gia và chúng con kính tri ân lời dạy của sư. Dạ, xin mời các anh chị đạo hữu khác nêu vấn đề lên ạ. Dạ, xin mời mọi người ạ. Dạ, lúc nãy sư có nói thời Đức Phật dạy thì không có chia ra là trường bộ, tăng chi, trung bộ, tiểu bộ gì hết. Thì con mới nhớ lục lại một cái câu Bali. Yovo Ananda, Maya Thammo Chá, Vinayo Chá, De Sito, Panyato, Sovo, Mamacha Ye Na Sattha. Tức là này Ananda, cái pháp và cái luật mà ta đã hiển bày, đã tuyên thuyết
Sovo Mamacha Ye Na, là sau khi mà Đức Thế Tôn đã viết, đã đi qua, rồi đó, thì lấy cái pháp và luật đó làm bậc thầy. Thì như vậy thì ở trong cái câu này á, thì con không thấy đề cập tới cái Abhidhamma, tức là vi diệu pháp. Như vậy có phải chăng là Abhidhamma được kể vào ở trong cái phần là thâm mô phải không thưa sư? Ở trong đây, trong cái câu Bali này chỉ nói là thâm mô tức nghĩa là giáo pháp, và quý na vô tức quý na giá là luật, mà không thấy đề cập đến là Abhidhamma. Dạ, con kính xin sư chỉ dạy thêm về cái lời, về cái câu Bali này. Con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bố Thầy, dạ, kính bạch chư tôn, dạ, kính thưa chư vị này Ananda, pháp nào Như Lai đã tuyên thuyết, luật nào Như Lai đã chế định, pháp là luật ấy là thầy của các ngươi sau khi Như Lai niết bàn. Thì thời Đức Phật biết những cái nào mà liên quan tới cấm, không cấm chỗ phép diệm dùng thì đó là liên quan tới thằng luật, tức là về Vinaya. Còn những cái khác gộp chung lại gọi là thầm á, tức là pháp. Thì pháp sau này cái tập tâm tạng này đã thấy là những cái phần dễ hiểu, có những cái phần nó rất là khó hiểu, thành ra họ mới chia ra, chia thầm á thành sự tân tạ và phi thầm á, họ chia ra. Tức là sau lần cái tập tâm tạng lần thứ ba họ mới chia ra, chứ lúc đầu cũng có, lúc đầu chỉ có pháp với luật mà thôi. Nó thì trước khi ngài niết bàn ngài cũng nói rõ ràng vậy, pháp nào ta đã tuyên thuyết, luật nào ta đã chế định, pháp và luật ấy nha. Rồi khi nào sau này đó thì có nhiều người ta không có đồng ý với cái chuyện mà chỉ là phía thâm má nằm trong cái thâm má đó, thì ta mới nói là Đức Phật thuyết không có thuyết cái phía thâm gì ông chụp đó. Nhưng mà xin thưa với quý vị, Đức Phật thuyết từ đầu kia, cái gì coi trong bài kinh Thâm Ấy Cập Bồ Quát Thánh Sự Tạ biết. Đó. Nhưng mà khi ngài thuyết như vậy đó, bởi vì thời chúng tôi nói là thời Đức Phật đó là cái người mà được nghe đó là nghe thường thường ta có thể đắc liền, có thể một vài ngày sau ta hạ thủ ngô ta đắc à. Đó. Nhưng mà bây giờ đó hỏi những người không đồng ý cái chuyện mà di pháp, tức là phí thâm má đó, Đức Phật không có thuyết cái thời của ngài mà ngài thuyết lên trời, thuyết nói cái đó thì nó không có đúng. Nên nhớ vậy đó, pháp di di pháp đó ngài thuyết ở dưới cái cõi người này nè. Tại sao chúng tôi nói ngài thuyết cái cõi người? Bởi vì dựa vào lời của ngài Ananda đó, ngài nói khi mà kết tập tam tạng đầu tiên đó, ngài nói chính tại tôi nghe từ kim khẩu của Đức Phật 82.000 pháp quẩn và các bạn đồng hồng hạnh 2.000 pháp quẩn. Tôi nghe, hiểu và nhớ 84.000 pháp quẩn. Mà nên nhớ khi Đức Phật lên cung trời để thuyết thì ngài Ananda lúc đó là đâu có đi theo. Mà sao giờ ngài Ananda nói là gì mà cũng do ngài nghe, thấy không? Thì tức là ngài phải thuyết cái này. Chứ ngài đừng có nói là ngài không thuyết, nếu ngài không thuyết vậy là ngài Ananda nói thật à. Mà nếu cho ngài Ananda nói như vậy đó mà mình nói là Đức Phật không có thuyết Abhidhamma, thì nếu mà Abhidhamma 42.000 pháp quẩn cộng vô như vậy 84.000 pháp quẩn ngài Ananda ngài nói cộng thêm 42.000 pháp quẩn nữa là bao nhiêu, 100,000+ pháp quẩn à. Thấy không? Đó. Thời Đức Phật chia gì đó. Không có nói ở lại đây ta gì pháp cho nghe lại không có. Mà ngài cũng chẳng nói lại đây ta thuyết luật cho nghe nè, không có. Ai làm bậy người nào vô mé ngài cấm. Đó. Ngài cấm. Thành ra tới khi mà kết tập tâm tạng lần thứ nhất thì ngài Ubali ngài nói ở Đức Phật dương cấm vậy. Thì họ mới để riêng.
Còn những người nào mà nghe cái này đó nghe tiếng à, vậy vậy rồi đắc 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 vậy 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 đó để điên lên ra mới có chữ thông mô chả biết nó vô chả là vậy. Đó. Nó có đầy đủ hết chứ sao đầy đủ. Ngài thuyết đầy đủ hết. Bởi vì ngài thuyết đầy đủ nghĩa là từ cái bài kinh đầu tiên đó ngài thuyết như vậy đó. Có cả gì gì pháp trong bài kinh đầu tiên. Tại sao chúng tôi nói vậy là tại vì Thiên Ngạc Sạch Chí nói cho ngài Sariputta lúc đó còn là cư sĩ đó nghe ra ngài nói sao? Dê thâm ma hễ tụ và phá qua đạt qua. Đó. Rồi sau này mình tìm hiểu thì mới biết dê thâm ma là khổ đế. Thì nó phải có đầy đủ chứ làm sao không đầy đủ được. Đúng không? Thành ra Đức Phật thuyết đầy đủ cho tất cả chúng sanh ở cõi cõi người chúng ta đây nè. 82.000 bài pháp tất cả. 2.000 bài pháp từ các kỷ giấy giống như ngày xã vừa. Ngài có một số cái bài của ngài hoặc là trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ này kia nó chung đó một số cái đó là của chư tăng. Nó đựng đầy đủ chứ làm sao không đầy đủ được. Nó dựa vào câu này cũng thấy rõ ràng nó đầy đủ chứ không thể nào nó không đầy đủ được. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư. Có quan điểm cho rằng cái bản vi diệu pháp mà Đức Thế Tôn giảng trên cõi trời là đầy đủ 7 bộ, đầy đủ 7 bộ đó thì là chi tiết. Rồi cứ mỗi ngày mà Đức Thế Tôn đi bát ở Bắc Cô Lưu Châu thì mới có nói lại những cái ý chính mà Đức Thế Tôn đã giảng trong cái ngày hôm đó cho ngài Sa Lợi Phất. Thì cái bản đó là cái bản coi như là tóm tắt. Rồi sau đó ngài Sa Lợi Phất mới giảng lại cho 500 vị đệ tử của mình. Và người ta cho rằng là cái bản vi diệu pháp mà hiện nay tồn tại ở thế gian này chính là cái bản mà ngài Sa Lợi Phất đã giảng lại cho những vị đệ tử của mình. Cho nên là nó không có quá dài nhưng mà nó cũng không phải là xúc tích ngắn gọn như là Đức Thế Tôn mỗi ngày dạy cho ngài Sa Lợi Phất ở Bắc Cô Lô Châu mỗi khi mà đi khất thực. Thì theo sư thì cái quan điểm này như thế nào thưa sư? Nó có là chính thống hay không thưa sư? Dạ con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tổ. Dạ kính thưa chư quý vị. Quan điểm này nó không có đúng rồi, không chính thống. Tại vì nếu mà đúng thì ngày Ananta khi mình bày trước chư tăng ngày phải nói lại chứ. Ngài nói tôi nghe từ miệng Đức Phật bao nhiêu, từ ngày xã được tạo bao nhiêu chứ. Ngài rõ ràng, ngài nói là tôi nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn 82.000 pháp quẩn. Nói rõ ràng. Mà cái tạng Abhidhamma nó nhiều vậy thì làm sao mà ngài nó đang nó còn 2.000 pháp quẩn. Chứ tôi nghe từ miệng các bạn đồng phạm hạnh. Đó. Thì mình nói về mình lấy cái này ra mình chứng minh bởi cái này được ghi trong tâm tạng đàng hoàng. Cái câu nói của ngài Ananda được ghi tâm tạng. Cái chuyện mà nói ngài cái di pháp là do ngài Sariputta ngài nói không thấy chỗ nào ghi cả, trong tam tạng không có ghi. Đó. Nhưng mà trong tam tạng ghi rõ ràng nói của ngài là nói trước chư tăng 499 vị kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Ngài xác nhận chính tôi nghe từ kim khẩu Đức Thế Tôn là 82.000 pháp quẩn và các bạn đồng hành là 2.000 pháp quẩn nữa. Tôi nghe, nhớ và hiểu 84.000 pháp quẩn. Chứ ngài đâu có nói là từ ngài sẽ đưa tạ bao nhiêu đâu. Thấy không? Mà cho tất cả những cái bạn đồng phòng hạnh, tức là kể cả ngài sẽ đưa tạ này kim sụm đó, có 2.000 pháp quẩn thôi. Thì hỏi 2.000 pháp quẩn làm sao chơi chứa được 84.000 pháp môn và Abhidhamma được. Thành ra cái mà huynh kể vừa cái đó nó không có cơ sở gì cả. Mình làm gì thì mình lật tâm tạng làm coi nó có cơ sở thì mình tin, còn không có cơ sở nên quét sạch nó đi nha. Nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Về cái vấn đề
đề mà Ngài Ananda nói là đã được nghe 2000 pháp uẩn từ các vị đồng phạm hạnh đó thưa sư. À, thì từ từ cái bài kệ đó, thì cái bài kệ đó cũng mình cũng đâu có thể là mình khẳng định được rằng là Ngài Ananda là nghe Đức Phật giảng vi diệu pháp. À, tại vì cái đó cũng là một một cái sự là mình suy luận ra thôi, chứ còn nếu mà gọi là mình tìm một cái sự kiện chính xác để mà khẳng định rằng là Ngài Ananda được truyền dạy vi diệu pháp từ Đức Thế Tôn thì rõ ràng là cũng khó thấy cái sự kiện đó có đúng như vậy không thưa sư. Dạ, còn kính gửi mic để cho sư làm rõ hơn về cái vấn đề này. Dạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nhớ có thể là ngài có Đức Phật cái không có dạy cho Ngài Ananda vi diệu pháp. Nhưng mà dựa vào khi Ngài Ananda được chư tăng tiến cử để làm thì giả cho Đức Phật đó, thì Ngài Ananda có xin mấy câu, mấy cái lời đó, nói là trong đó có một cái điều là những cái gì mà Đức Phật thuyết ở đâu không biết, nhưng mà xin Ngài trở lại thuyết cho Ngài Ananda nghe. Ha. Đó. Ngài không có dạy, nhưng mà Ngài nói ở bữa nay ta đi tới đó, ta dạy vậy đó, ta đi tới kia ta dạy vậy đó, nói cho Ngài Ananda nghe. Thấy không? Thì Ngài Ananda nghe, nhưng mà có thể là Ngài không học, nhưng mà tại vì Ngài nghe, Ngài nhớ. Tới chừng đi, khi mà kết tập tâm tạng, Ngài tụng cả tặng kinh với tặng gì pháp cho tiêu tăng ở đó nghe. Thấy không? Chứ có đâu. Chứ còn nói mà nói không, Ngài làm vậy thì tìm cái chỗ nào trong tâm tạng nói cái điều đó đâu. Không thể nói. Nhưng mà Ngài đã nghe thì chúng tôi bảo đảm có, là tại vì Ngài xin với Đức Phật. Đức Phật thiết ở đâu xin, không có Ngài thì xin trở về lập lại cho Ngài nghe. Nói rõ ràng, lời xin đàng hoàng. Đó. Thành ra Đức Phật đi thiết đâu không biết. Ngài trở về Ngài nói, Ngài Ananda bữa nay ta đi thiết ở đó vậy. Còn Ngài thiết ở đâu không ai nói, không thấy trong cái điển nói thì Ngài thiết ở đâu về Ngài lập lại cho Ngài Ananda nghe thì không ai không thấy nói. Thấy không? Đó. Thành ra rõ ràng 84.000 bài pháp của thiết Ngài Ananda, Ngài nghe và Ngài chứng nhận nó trước. Mà nếu mà Ngài lúc đó Ngài là Bậc A-la-hán mà không lẽ nói trước 99 thì A-la-hán kia mà Ngài nói à? Ngài phải nói điều thật chứ. Nên nếu mình tin, mình nên tin Ngài lời Ngài Ananda, thì tại mình mấy cái ông sau này nói ôi không phải vậy, không phải vậy. Nếu mà tin, nên tin Ngài Ananda. Bởi vì ông muốn không, Ngài vẫn là Bậc A-la-hán. Còn mấy ông sau này chưa chắc. Ông này nói thuyết cho gì pháp cho Ngài sẽ đi Phật tại gì ông sùm đó, không thấy chỗ nào ghi đâu đó. Mà không ghi thì mình muốn tin thì mình lấy dựa đâu, để làm cơ sở để mình tin. Phải không? Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bụt Thà Dạ, và con kính tri ân lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời mọi người nêu tiếp những cái vấn đề khác. Dạ, con kính mời nước với sư ngồi nghỉ một chút. Dạ, xin mời mọi người ha. Rồi, tôi gửi cái mic cho chiếc lá mùa xuân đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, Dạ Nam Mô Thầm Mai, Dạ Nam Mô Sân Kha, Dạ. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào đạo tràng. Dạ, dạ thưa sư, còn cái tám cái câu hỏi của chú tu học Phật pháp đó là cái 84.000, con đâu đó con đọc sách đó, thì có chỗ nói là 84.000 pháp môn, rồi nói là 84.000 pháp, phải vậy pháp môn với pháp uẩn thì cái nói như thế nào mới là đúng,
như thưa Ngài, con xin dâng mắt cho Ngài chỉ dạy. Nam mô Bố Tài Gia Kinh Bạch Kiều Tổ Ngài Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Pháp Quẩn thì nó đúng hơn, tại Pháp Quẩn là do lời Ngài nó đã lặp lại. Còn Pháp Môn là trong cái kinh của Đại Thừa. Đại Thừa thì họ nói Pháp Môn không à, họ không có nói Pháp Quẩn giống như bên Nguyên Thủy. Hệ Nguyên Thủy thì một đoạn văn hay một đoạn người ta gọi là quẩn. Quẩn tức là cái sự tập hợp đó. Mình nói ngũ quẩn là tức là tập hợp của năm chuyện. Còn bây giờ mình nói Pháp Quẩn tức là một tập hợp của Pháp. Tập hợp theo tùy theo ít nhiều, tùy theo người nói. Còn cái Pháp Môn thì chỉ thấy trong kinh điển của Bắc Tông thôi, chứ không có thấy trong kinh điển của Nguyên Thủy. Nên quý vị muốn tin cái nào cũng được. Nam mô Bụt Thầy Giác. Mô Bụt Thầy Giác. Rồi, tôi xin mời cái nick là Pháp Nguồn Lào Cai lên đặt câu hỏi. Cảm ơn hình tu học Phật Pháp. Đã, kính bạch Ngài, như là cái vấn đề về bằng vi diệu pháp này, cái vi diệu pháp này thưa sư, thì con thấy là rất là nhiều người đã cự cãi về cái việc là cái vi diệu pháp này là Đức Phật chỉ thuyết cho mẫu thân của Ngài ở trên cung trời Đao Lợi á. Thì người ta nói rằng là mình không nên học, bởi vì là cái đó là thuyết cho mẹ của Ngài, mẫu thân của Ngài, thì tùy từng đối tượng ấy mà Đức Phật thuyết. Đó, thì con cũng thấy nhiều người kiểu cũng về nói về cái vấn đề là cái vi diệu pháp này á, thưa sư. Thì nhưng mà sư vừa mới nói là có cả trong Tam Tạng cũng có ghi là Ngài Ananda cũng đã tuyên bố rằng là cái lời được nghe chính từ kim ngôn của đó. Thì như vậy là con thấy là rất là mừng á, bởi vì là bây giờ con mới được nghe sư nói như vậy, vì con cũng không biết về cái Tam Tạng đó. Nếu mà như vậy thì chúng ta cũng có thể học được mà, chứ đâu cứ gì phải là những người ở trên trời mới có trí mới học được vi diệu pháp đâu. Mà thật sự là ở trong những cái cuốn kinh, những cái cuốn kinh điển thì con cũng thấy nói về tâm, rồi thì về thọ, thọ lạc, thọ khổ này kia, thì tất cả nó cũng vẫn là từ trong vi diệu pháp mà ra chứ. Nếu mà không có những cái vi diệu pháp này thì làm sao những cái quyển kinh cũng sẽ nói được những cái vấn đề này. Thì theo con thì nghĩ rằng là cái lời Ngài Ananda nói như vậy thì là Đức Phật thuyết cho tất cả, nói cho tất cả về các cái uẩn như là sư vừa nói đó. Thì như vậy thì chúng ta cũng cần phải học và cần phải nghe, cần phải học vi diệu pháp. Nếu như mà học được hết cả vi diệu pháp như vậy thì cũng rất là có ích lợi cho chúng ta trong cái vấn đề tu tập, đúng không thưa Ngài? Mà cũng không phải là Đức Phật chỉ thuyết riêng cho mẫu thân của Ngài, mà nói cho Ngài Ananda như vậy thì để Ngài Ananda bây giờ để lại cho chúng ta những cái lời kim ngôn của Đức Phật, thì chúng ta thì cần nên học hỏi, chứ không nên theo cái tà kiến nghĩ rằng là cái vi diệu pháp này Đức Phật chỉ thuyết cho mẹ của Ngài thôi. Như vậy có đúng không ạ? Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Ngài Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Đức Phật có lên cung trời thuyết cho thân mẫu kiếp trước của Ngài, thì đó là cái chuyện của Ngài với cái vị đó. Còn cái chuyện vi pháp là Ngài thuyết, có người đây nào, Ngài đi lên đó Ngài thuyết cho, trên đó là chuyện của Ngài. Ngài thuyết cho chư thiên là chuyện của Ngài. Nhưng mà cái chuyện ở cõi người, Ngài thuyết là 84.000 bài pháp đó, có nhân chứng đàng hoàng, nhân chứng là Ngài Ananda, nghe không? Mà bây giờ đó, quý vị cứ đọc những cái bài kinh này thì quý vị biết
Nếu Ngài không thuyết như pháp như này thì làm sao có những cái vị mà hành thiền, hành độ được. Bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, cái gì thấy thì nói gì? Nói liên quan tới vấn đề danh sắc. Và cái thể đầu tiên có cái người hành thiền Tứ Niệm Xứ đó là thể thấy danh sắc. Bây giờ mình không học nhiều pháp thì mình trong tầng kinh đó, nếu có đề cập tới danh sắc cũng đề cập rất là ít chứ không có nhiều, thì làm sao mình có khả năng để mình hạ thủ công phu để đi ra ngoài cái cõi khổ này được. Cái gì thấy không? Đó. Ngài thiết ở đâu chuyện đó không có bàn. Nhưng mà Ngài thiết cho nhân loại ở cái cõi này nè, có nhân chứng đàng hoàng, tức là Ngài Ananda. Thì chúng ta cứ học cái gì thắc mắc gì rồi cho mệt. Học đi rồi sẽ biết Ngài có thiết hay không rồi biết liền. Cứ gì học vì pháp để thấy cái sự vi tế, cái sự mà nghĩa là rất là phải nói là khó hiểu, mà có thể làm được một số chuyện gì đó thì quý vị sẽ hiểu. Ngài có thuyết hay không là quý vị hiểu liền, chứ đừng có nói đây nên là đem cái chuyện này lên cung trời Ngài thuyết. Ngài thuyết cái đó thì cái có thể ngài đi là Ngài thuyết cho chư thiên, cho đồ nhiều lắm chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà mình đừng có quan trọng cái việc đó. Mình nói quan trọng cái việc mà cái người mà trả lời chư tăng trong lần kết tập tâm tạng lần đầu tiên đó, tại sao mình có 84.000 pháp quẩn đó, không? Thì cái người đó đã xác nhận là Đức Phật đã nói cái chuyện đó ra. Mà bây giờ nếu mà mình nói thật sự ra đó, mình có học di pháp, tức là cái pháp nói về thực tính pháp và chế định pháp, mình không, thì làm sao mình được cái tuệ thứ nhất là thấy danh sắc. Mà nếu không có tuệ thì mấy tuệ sao đâu có khả năng gì mà nó phát sanh được, phải không? Thành ra cứ hạ thủ công phu rồi lúc đó mình sẽ đức tin nó sẽ phát sanh, đừng lo gì cả. Còn mình mà cái lo tin người ngoài rồi học cơ khí cả cuộc đời mình mà cũng không thấy được gì cả. Anh học rồi để hạ thủ công phu sẽ biết nó có cái như thế nào. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú ạ. Vâng ạ, con kính tri ân Ngài ạ. Đã con nít đến đạo tràng ạ. Sa thú. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, chúng con kính tri ân về những cái lời dạy của sư về cái vấn đề về Đức Phật dạy về vi diệu pháp. Theo con thì đã là một Phật tử Theravada thì đương nhiên mình phải tin vi diệu pháp là chính Đức Thế Tôn thuyết. Còn cái chuyện mà thuyết trên cõi trời hay là thuyết ở cõi nhân loại thì tùy mỗi người, nhưng mà theo truyền thông xưa tới nay thì con thấy rằng là điều pháp là độ bản mà chi tiết là ở trên cõi trời. Dạ, con chỉ nhớ như vậy thôi. Dạ, thưa sẵn đây á sư, thì để thấy được cái sự vừa là tinh vi, để minh chứng được cái sự tinh vi của vi diệu pháp. Thì hồi nãy chúng ta có đề cập tới cái sở ngũ tác ý là cái manasikara, dẫn tâm tới, cũng là hướng tâm tới đối tượng. Mà ở trong tâm sở có một cái là gọi là sở hữu tâm á tư sư, là cũng là một cái sự gọi là dẫn tâm, áp cái tâm lên trên cái đối tượng, đều là hướng tâm tới đối tượng khác. Vi tế ở chỗ nào tư sư? Con kính xin sư từ bi quan hỷ chỉ dạy về cái sự khác nhau giữa cái sự tác ý. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư quý vị.
Trong tâm sở nó có ba cái tâm, ba tâm sở mà mình ra nhiều người học rất là thấy nó khó khăn, mà có thể là nó giống như là nó trộn lẫn với nhau, không biết lúc nào sai cái nào. Thì ba tâm sở, thứ nhất là tâm sở tầm, tức là biết tất cả đó, là pháp nâng tâm hướng về đối tượng. À, cái tâm sở thứ hai là tâm sở tác ý, hay là chú ý, tức là chê tà na tâm sở, là có pháp, có chủ tâm đến đối tượng. Và cái thứ ba là tâm sở chú ý, tức là manasikara, là pháp để tâm hay quan tâm đến đối tượng. Đó. Bây giờ đó thì chúng tôi tìm thấy trong cái chú giải, thì các nhà mà hiểu biết về pháp chân đế rồi này kim xong đó, họ có cái thí dụ vậy để cho quý vị chúng ta có thể hiểu cái thí dụ về cái việc chào thiền. Thì tâm sở chetana đó, ví như người đứng đầu thuyền có nhiệm vụ giật lấy cây cờ, có nghĩa là đạt đến mục tiêu. Cái thứ hai, tâm sở manasikara, ví như người cầm lái có nhiệm vụ làm cho thuyền đi thẳng tới mục tiêu là cây cờ. Cái tâm sở tầm, tâm sở biết tất cả, ví như người chèo ở giữa thuyền chỉ có nhiệm vụ làm cho thiền di chuyển tới trước mà thôi. Đó. Tức là cái tâm sở tâm này đó, hướng cái tâm về đối tượng, tức là làm cho cái thiền nó di chuyển phía trước mà thôi. Đó. Còn cái tâm sở chú ý đó, tức là giống như cầm lái có nhiệm vụ cũng đi thẳng tới cái mục tiêu. Còn cái tâm sở quan trọng nhất chetana đó, tức là người đứng đầu thuyền để nhận được cái cờ, tức là cái người, cái đội đó được cái sự chiến thắng. Đó. Thì ba cái tâm sở đó là mình hiểu theo cái thí dụ người ta vậy đó. Thì nó có mục tiêu là nó cũng hướng về đối tượng mà thôi. Nhưng mà hướng về đối tượng với cái tư cách gì? Đó. Thì nó mình hiểu cái này, mình hiểu ba tâm sở đó. Cái tư cách của cái ông Chetana là chiến thắng. Cái tư cách của cái tâm Manasikara đó ha, là mục tiêu là cây cờ, làm sao mà đi tới cây cờ thôi. Còn cái người mà chụp cái cây cờ là cái ông kia ha. Còn cái tâm sở với tất cả đó là chỉ có nhiệm vụ làm sao cái thiền nó đi tới đó, nó đi tới mà chứ nó không có kè tới tới để làm gì ha. Đó là ba cái chuyện mà liên quan tới cái đó, là do thí dụ của các nhà chú giải, người ta dùng cái đó để người ta giải thích cho ba cái sự khác biệt về ba cái tâm sở đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, là rất là cái sự khác biệt nó rất là tinh vi. Dạ, mà qua đó mình thấy rằng là nếu mà không có trí tuệ của một bậc chánh đẳng giác thì con nghĩ không ai có thể mà nhận ra được cái sự khác biệt này. Như vậy thì thật ra đối với lại Phật tử này kia thì học để mà cho biết như vậy thôi, trên về mặt gọi là chế định thôi, chứ còn con nghĩ không ai có thể mà thấy trực tiếp vào cái pháp thực tánh của ba cái sở hữu là quý tất cả chetana với lại cái manasikara để mà phân biệt rõ như vậy được. Có phải như vậy không sư? Tại vì rõ ràng là học cái này là mình chỉ hoàn toàn chỉ biết trên lý thuyết suông mà thôi, chứ còn nếu mà nói là để mà công phu mà có thể mà nhận ra được từng cái sở hữu đó thì con nghĩ chắc nghĩa là không có ai có thể có được cái trí đó ngoại trừ Đức Thế Tôn. Dạ, con xin gửi mít xin sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Một Phật tử giả kính bạch Chư Tổ, giả kính thưa cho quý vị. Thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta học những cái chi tiết đó là cái điều kiện của Đức Phật, ngài đã chứng nghiệm, ngài thấy được. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết ngài thấy như vậy có trúng hay không, dễ lắm. Bây giờ mình vẫn còn là phàm nhân, mình khoan hả đắc đạo quả, vậy đó khoan hành đắc đạo quả, nguyện để làm Phật chánh đẳng chính giác trong ngày vị lai, thì mình sẽ thấy coi giống. Mà khi thành Phật chứ nó nhớ cái vụ cái bài học bữa nay nha, để coi cái giống hay không.
Bởi vì nó thật sự quý vị đó, những cái điều mình học đó, cái người mà nói ra cái đó là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngay cả những cái ngày mà tứ thánh quả hồi xưa đó, thời Đức Phật cho tới sau này đi nữa, đâu có ngày nào mà dám nói cái kiểu đó để cho chúng ta đâu, thấy không? Bởi vì cái này là chỉ có trí, nghĩa là trí sapanyu, tức là sapanyu tại nhà ná đó mới có khả năng mà thông hiểu như vậy thôi. Chứ còn bởi vì sự thông hiểu đó do đâu? 20 a tăng kỳ đào tạo cái tâm sở trí tuệ trong vòng 20 a tăng kỳ đó. Chứ không phải ít, không? Còn mình bây giờ đó, mình nguyện thôi, nguyện đắc thánh được rồi, thánh tầm nhất cũng được rồi, thì đắc thánh tầm nhất thì mình học theo cái lời dạy của Đức Phật, mình hành theo để mình tận diệt phiền não thôi, chứ còn nó di tế nó như thế nào thì làm sao biết được, thấy không? Không muốn biết cỡ đó đó, nghĩa là tối thiểu mà phải là bậc tứ thánh quả, mà phải làm đệ nhất thinh văn về trí tuệ mới ra còn hiểu được chút chút, hiểu chút chút thôi, chứ đừng nó hiểu giống như Đức Phật. Cả ngày xã điều tạo cũng chỉ hiểu chút chút thôi, chứ nói mình thì thôi, chứ nghe nói ra mắc cỡ thì họ chút chút còn chưa hiểu đi, chứ đừng nói chi mà tê hiểu đó. Nhưng mà quý vị nào muốn hiểu chứng bài cái cách đó, niệm thờ nguyện em thành Phật chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai đi, rồi sẽ thấy rõ ràng là nó như vậy, như vậy như giống như học ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con xin kính tri ân về các cái lời dạy của sư. Dạ, xin mời mọi người ạ. Con kính mời nước sư ạ. Xin mời mọi người. Dạ. Rồi, rồi trong khi chờ đợi như vậy để là không có bị mất thời gian, con nêu vấn đề để được sư chỉ dạy. Là thưa sư, con quay lại cái bài kinh mà Cách Cha Già Ná đó, thưa sư, là Đức Phật đã dạy rằng là nếu mà mình cho rằng tất cả là có thì cũng không có đúng, mà mình cho rằng tất cả là không có, tức là năm uẩn là không có, thì cũng là không có đúng. Dạ, cũng là không có đúng. Như vậy á, thưa sư, có nghĩa rằng á, là chúng ta không thể dùng cái ý niệm là có hay là không có để mà chúng ta diễn tả một cái pháp được. Dạ, trong cái bài kinh đó rất là rõ. Để con xin chép lại cái... con trích lại cái đoạn kinh đó. À, này Cách Cha Già Ná nè. À, đây ạ, tất cả là có, này Cách Cha Già Ná lầm. Mà cho rằng tất cả là không có là một cái cực đoan. Tức nghĩa rằng là trong cái bài kinh này là đã Đức Thế Tôn đã dạy rất là rõ, tức là mình không thể sử dụng một cái ý niệm là có hay là không có để mà mình khẳng định về một cái pháp, về năm uẩn được, bất kỳ một cái pháp nào. Mà nếu như mà một cái pháp mà chúng ta không thể dùng cái ý niệm là có hay là không có để mà mình gọi là mình nhận biết nó đó, thì như vậy rõ ràng là cái ý niệm về sanh đó, thưa sư, cái ý niệm về sanh và diệt đó, thưa sư, mình cũng không thể miêu tả được, thưa sư. Là tại vì ở trong đầu của mình á, cái ý niệm sanh ra có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là trước khi sanh á thì cái pháp đó nó không có, và sau khi sanh thì cái pháp nó có. Nhưng mà rõ ràng theo cái đoạn kinh này thì chúng ta không thể nói một cái pháp nó là có hay nó là không có.
Như vậy thì rõ ràng là cái ý niệm mà trong đầu của mình hiểu từ xưa tới nay đó, các pháp đó, nó có sanh lên rồi nó có diệt đi, thì thật ra là coi chừng đó, là mình đang chấp vào một cái hiểu nó không đúng với lại cái sự thật tự thân ở cái pháp đó. Là tại vì cái sự thật tự thân ở cái pháp đó, đó thì nó không thể khẳng định nó là có hay là không có, cho nên mình cũng không thể nói nó theo cái nghĩa là sanh hay là diệt theo cái nghĩa mà mình đang hiểu trong đầu của mình, đúng không thưa sư? Là tại vì trước khi sanh ra cái pháp đó đâu có nghĩa là nó không có, nó nằm, nó gọi là gì, nó ngủ ngầm trong các cái duyên của nó, và khi các cái duyên nó hội tụ đủ thì nó biểu hiện ra. Thì như vậy thì cái vấn đề chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào thưa sư? À, tại vì nếu mà mình không có sử dụng cái ý niệm có và không để mình biểu diễn được, mình nhận biết được một cái pháp, thì rõ ràng là cái ý niệm về sanh với diệt mình cũng không thể dùng nó để mà mình nắm bắt một cái pháp được. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, có cũng là cực đoan mà không có cũng là cực đoan. Đa số những bài kinh mà trong lời dạy Đức Phật đều nói tới hai cái chuyện này cả, nghĩa là bên này bên kia không được. Thành ra Ngài mới đưa là con đường đi chính giữa là vậy đó. Thì bây giờ tại sao mình nói có là không được? Bởi vì trước khi có là nó là cái gì? Rồi tới cái điều rồi mình gọi là có, tức là nó phải có, tức là bạch chế giá đó, có điều kiện. Thành ra mình khi mình nói có, tức là phủ nhận cái điều kiện. Mà phủ nhận điều kiện tức là không đúng rồi. Đó. Khi mà nói không có cũng vậy. Là mình cũng phủ nhận cái điều kiện cho sự không có. Có hay không có, nó đều có điều kiện. Tức là mình gọi là bờ bạch chế giá trong tiếng Bali rồi. Thành ra khi nào mình muốn hiểu những cái này đó là mình phải học duyên hệ hay duyên khởi. Nó phải có cái này nó mới có cái kia. Mà muốn có cái này thì nó cái này nó phải dựa vào cái điều kiện là duyên, nhân duyên. Mình hiểu được nhân duyên thì mình mới không nghĩ là có hoặc không có, hoặc ngược lại. Còn nếu mình không hiểu về nhân duyên thì bao giờ mình cũng chấp có hoặc là không có. Mà hay chấp có là một cực đoan, mà chấp không có cũng là một cực đoan. Nó chỉ có nhân duyên thì nó mới làm cho hai cái điều mà có. Nó không phải là một cái điều kiện mà mình có thể mình nêu ra để mình dựa vào đó để mình làm cho cái mục tiêu của mình nó được hoàn thành. Đó. Thành ra khi nào mà mình nói có đó, thì mình phải hiểu do nhân duyên gì mà có. Mà khi mà nó mất thì do duyên gì thì nó mất. Khi mà mình nói nó không có, nó do duyên gì thì nó không có. Mà nó do cái duyên gì thì nó lại mất. Thành ra những cái này là liên quan tới, nếu quý vị nào chỉ có học duyên hệ hay duyên khởi thì sẽ thấy. Học tới cái mức mà đầy đủ thì sẽ thấy. Không nên là có hoặc không có cái gì. Mà đều do nhân duyên thì nó phát sanh. Rồi chúng ta đặt cho nó một cái tên, chúng ta chế định cho nó một cái cách gọi ha. Là nó đều do nhân duyên cả, mà nhân duyên để nó trùng duyên khởi, để chúng ta đặt tên có hay không có, hoặc là đặt tên cho nó là lợi dưỡng hoặc là khổ hạnh ha. Chúng ta đặt. Chứ còn nếu mà không có nhân duyên thì lợi dưỡng cũng không có, mà khổ hạnh cũng không có. Mà nếu không có dựa vào nhân duyên thì có cũng không có, mà không có cũng không có. Nó có nhiều cái trong cái chế định của đời đó. Cái chế định mà về chế định thông thường đó, của đời đó. Nhiều khi mình nói những cái chuyện vô lý mà mình không thấy, mình cũng không biết đó. Cho tới khi mà Đức Phật Ngài thấy trong cái chế định này đó, nó có ba loại: chế định có thực tính pháp, chế định có một nửa thực tính pháp và chế định không có thực tính pháp. Mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là nói có nói không cũng chỉ là cái gì nó phát sinh do cái điều kiện của nó mà thôi. Nam mô Bổn Thầy á.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ, như vậy thì rõ ràng là mọi thứ là nó do sự hòa hợp của nhiều cái điều kiện, nhiều cái yếu tố nhân duyên. Khi mà những yếu tố nhân duyên đó nó hòa hợp, nó đủ điều kiện thì nó xuất hiện. Rồi nó xuất hiện. Thì như vậy rõ ràng mình không thể nói nó là có, và mình cũng không thể khẳng định được nó là không có. Mà nếu như mình không khẳng định được nó là có và không có thì mình cũng không thể nói các pháp là nó có sinh ra được, thưa sư. Nó không thể. Tại vì cái ý niệm mà sinh ra đó, cái ý niệm mà một cái pháp nó được sinh ra đó, theo như cái hiểu ở trong cái đầu óc của mỗi người mình đó, là trước khi sinh nó có và sau khi sinh thì nó có. Nhưng mà bây giờ cái ý niệm có và không nó không đủ để mà nó mô tả được cái sự thật tâm của cái pháp. Thì như vậy rõ ràng là mình cũng không thể nói các pháp là nó có được sinh ra, bởi vì nó không đúng cái ý niệm đó. Cái ý niệm sinh ra nó chỉ là cái ý niệm ở trong đầu của mình thôi. Nó không đúng với cái sự thật duyên khởi vô ngã tự thân ở nơi. Có đúng như vậy không, thưa sư? Như vậy thì cái vấn đề chữ mà sinh ra đó, khi mình nói các pháp có sinh ra, liệu có đúng hay không? Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá Kinh Bạch Chư Tổ này. Dạ, kính thưa chư quý vị. Tại mình đặt vấn đề nó sai nè, mình xài riết nó thành đúng chứ có gì đâu. Ví dụ như mình nói là con người sinh ra, tiếng Bali là bà tỷ sẵn thí đó, tức là bà tỷ sẵn thí phải là sinh, anh nhớ đó, nghĩa là có bà tỷ sẵn thí có nghĩa là mu hay là dời đi thôi đó. Nó dời như thế nào? Nó dời từ cái tâm tử sang tâm tục sinh, rồi mình gọi là cái đó là sinh ra, không phải nha. Tại vì mình nói sinh ra mình nói điếc cái thành nó có không, không có là vậy. Thôi giữa cái tâm tử với cái tâm tục sinh đó, nó có một số cái điều kiện mình gọi là nhân duyên, thì nó xuất hiện vậy thôi. Nó xuất hiện rồi nó tiếp tục thành cái khác theo do mình đặt tên. Chứ nó mà nếu mà nó sinh ra là nếu mình không có đặt tên thì chỉ có chấm 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 đâu đó, đâu có là cái gì đâu, phải không? Đó. Thành ra nhiều khi mình không có để ý rồi cái mình dựa vào cái lời mà người ta chế định theo cái kiểu thông thường, cái sự hiểu thông thường đó, thành ra mình thấy nó rất là nguy hiểm. Chứ nó không phải giỡn, mà riết mình nói riết nó thành cái thói quen đó, mình tưởng đâu mình vẫn nói đúng nhưng mà thật sự ra không có đúng. Nó nguy hiểm ghê lắm. Thành ra đó là lý do tại sao là mình phải nghiên cứu về thực tính pháp là vậy đó, để mình thấy những cái sự liên hệ của nó qua những cái tên mà được đặt ra, ví dụ như là sẵn ta tỷ cái gì gì hiện trùng đó, để mình khi mình thấy được những cái những cái thực tính pháp, cái sự sanh diệt của nó như thế nào rồi đó, mình mới bỏ được những cái này, mình không còn dính thì những cái không mình cứ dính mắc, mà mình dính mắc thông thường rồi đó là mình sanh tới cái phiền não của mình đi vô nó bám lấy cái đó. Nó bám lấy cái đó. Mà khi nó bám lấy cái đó là nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Chứ nó không phải ha. Ví dụ như bây giờ mình nói thật sự thông thường nè. Cái người vừa tắt thở đó thì nghĩa là mình nói là dời đi từ nơi này sang nơi khác, dời đi thôi. Cái mình nói chế cái bắt đầu là mời mấy sư tới tụng kinh cầu an cầu siêu làm gì tụng lâu hết trơn. Không có lợi ích gì đó. Mình muốn đi về cái cõi, mình muốn được mưu tới cái sự cái khác tốt hơn á, thì trong đời sống ngày mình phải tạo điều kiện. Cái điều kiện đó là gì? Là tạo thiện pháp, là điều kiện kiện để cho khi mà cái tâm tử nó ấy là cái nó biến ra, nó dời cái sang cái tâm mới đó, là tâm và tỳ sanh thí đó, ở cái cõi khác mà nó tốt hơn cái cõi này. Đó, mình hiểu theo thông thường là vậy, nhưng mà này mình không hiểu đó. Mình cứ hãy đụng cái tắt thở rồi cái là mình nghĩ theo đời là thôi mời mấy ông sư tới tụng cầu an cầu siêu dùm dùm đó, không có lợi ích gì đó, nói thiệt đó, không có lợi ích gì đó. Nhưng mà mình nói ra thì nhiều khi mình trở thành homeless thì người ta thôi không có nói thôi, chứ cái chuyện đó rất là
nghĩa là nó không có phù hợp với cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy cho ta. Thì chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta tạo cái muốn được cái gì thì nên tạo điều kiện, tạo nhân duyên cho nó phù hợp. Mà nhân duyên nó có hai phần, nhân duyên đưa tới cái sự an vui, nhân duyên đưa tới cái sự đau khổ. Đó. Thành ra mình không có chịu học hỏi, mình không có chịu tạo gì đó. Thành ra nhiều người tưởng đâu làm như vậy đó là ấy. Nhưng mà thật sự làm vậy là nó vẫn dính tới ác pháp. Mà dính tới ác pháp thì nó vẫn có cái điều kiện để cho mình cái sự đau khổ như thường. Đó. Chứ đâu có dễ đâu. Mà hằng ngày đó mình nói thật sự ra đó, con người ta học để hiểu, hiểu thế nào là thiện pháp, thế nào là ác pháp, đã không học rồi. Thì khi mình đi ra mình làm theo cái chiều hướng của xã hội. Mà khi làm theo chiều hướng của xã hội đó, cái quả nó chưa chắc là tốt, mà còn có thể nó là cái quả xấu nữa. Đó. Ví dụ như có những cái xã hội bây giờ đó, quý vị thấy không? Làm những cái chuyện tào lao rất nhiều. Mà hãy mỗi lần đi vô chùa, vô thờ là nguyện được sanh địa chè cõi ăn vui. Mình tạo cái nhân không không có tốt, mình sanh địa chè ăn vui là sanh sao? Vậy thấy không? Đó, nó rất là nguy hiểm. Thành ra những cái mà ngay cả trên những cái rung như vậy nè, quý vị vô rung Phật pháp thì dòng người là nhiều, không có nhiều. Quý vị vô mấy cái rung mà cải lộn nè, đông hơn chút, nghe nhạc rung hơn chút, hay là đem qua chuyện tào lao của người khác là nói là nó càng đông hơn nữa đó. Thì hỏi bây giờ đó, mình đã tạo những cái nhân duyên như vậy mà mình muốn cái đời nó khá hơn sao được, muốn cái gì mình có sau này nó tốt hơn đâu được. Đó. Thành ra Đức Phật mới dạy là thế nào là cố gắng làm càng nhiều thiện pháp càng tốt. Để làm gì? Để nhất đó, những cái kiếp về sau mình sanh là người có trí đó, mình đỡ là bậy. Chứ không là bậy hoài, nghĩa là bậy hết, từ hết kiếp này theo tới kiếp nọ thôi, rất là nguy hiểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ, sa thú là còn kính tri ân về lời dạy của sư. Dạ đúng như vậy, có những cái quy ước, những cái khái niệm chế định mà chúng ta thường sử dụng từ xưa tới nay, và chúng ta không có ngờ rằng là những cái ý niệm đó là mình đang bị kẹt vào nó, và mình đang hiểu không đúng, dùng cái ý niệm đó so với lại cái sự tự thân ở trên các pháp. Mà điển hình như cái vấn đề về cái ý niệm có, không, sanh và diệt là cái mà chúng ta thường sử dụng, mà chúng ta lại không có ngờ rằng là cái ý niệm trong đầu của mình đang hiểu đó, nó hoàn toàn là nó không có đúng với lại cái sự thật tự thân của cái thực tại ở các thế pháp. Dạ còn kính tri ân sư rất là nhiều về cái vấn đề vừa rồi. Dạ thưa sư, là con quay lại rồi, có một cái điểm này nó cũng có vẻ như là nó hơi mâu thuẫn, đó là trong cái diệu pháp á, thì dạy là các cái pháp mà có thực á, nó là tâm, tâm sở và sắc pháp, có nghĩa là ngũ uẩn. Nhưng mà trong cái bài kinh, trong một cái đoạn kinh Pháp Cú số 46 thì Đức Thế Tôn dạy rằng là hãy biết cái thân này như bọt nước, ngộ cái thân này những bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt của thần chết. Thì trong đây nó có cái chữ là ngộ thân này như cảnh huyễn. Cảnh huyễn là cảnh không có thật, cảnh huyễn là ảo ảnh, là huyễn mộng, là ảo ảnh, là huyễn mộng. Mà trong khi đó cái thân này nó là sắc pháp, nó là sắc pháp, nó là pháp thực tính, là một pháp có thực tính. Thì như vậy chỗ này chúng ta phải hiểu như thế nào? Mà ngoài ra đó thưa sư, hôm trước con cũng có đưa ra, không phải chỉ có cái đoạn kinh này, mà ngay đoạn kinh Pháp Cú 170 Đức Thế Tôn cũng dạy một lần nữa: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp. Và cái chữ mà quán nhìn đời, lô cá, lô căn chỗ này là năm uẩn, lô căn chỗ này là năm uẩn. Mà trong khi đó theo vi diệu pháp, năm uẩn là một pháp có thực tính, một pháp có thật. Mà ở đây thì Đức Thế Tôn dạy rằng là hãy nhìn năm uẩn đó như là cảnh huyễn, tức là một cái ảo ảnh, tức là mình tưởng nó là có thôi chứ thật sự là nó không có thật,
Như vậy thì ở hai cái câu này chúng ta nên hiểu như thế nào để đừng có bị mâu thuẫn vào trong cái pháp thực tánh tâm, tâm sở, sắc pháp là có thật theo vì diệu pháp chỉ dạy. Và con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa cho quý vị, thật sự ra đó nó có thật, nhưng mà cái thật của nó đó nếu mà không dựa vào những cái nhân duyên đó, thì nó là không có xài được gì cả. Thí dụ như bây giờ đó, nội cái thân này đó nó có 27 cái sắc, là chưa kể những cái tập hợp đó. 27 cái sắc này nếu mà lấy ra từng cái mình để ra ngoài nó là cái gì? Thành nên nó phải dựa vào cái nhân duyên để người ta mới đặt nó là người, rồi con mắt lỗ tai, tai mắt lé rồi này kim dùm giá. Nếu mà không có những cái nhân duyên đó, mình đem ra chặt thủ ba xã rồi thầy kim dùm sắc thần kinh, mắt thần kinh này mình ra mình để riêng biệt như vậy đó, thì nó có phải nó là quyền hay gì được đâu. Người ta thấy hình huynh á, ta thấy ôi cha này đẹp trai nha, kết thân gì chả được á. Nhưng mà bây giờ huynh đem mắt tai mũi lưỡi thân gì để nó tới rồi nó làm gì, nó có muốn làm bạn với huynh nữa không, thì là quyển cái gì nữa đó. Cái người nói chuyện với quý vị đây là nhờ những cái nhân duyên nó tạo là nên được nói ra tiếng tiếng nói tiếng này tiếng nọ, học một số người chuyện để nói chuyện nhau. Chứ bây giờ nếu mà nó không có nhân duyên để nó gom tập lại cái này thì lúc đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý để ngoài chứ để làm gì, phải không? Thành ra mình biết thân như bọt nước hay là nhìn như vậy đó, là mình phải nhìn vào cái nhân duyên để cấu tạo lên cái thân này. Chứ nếu mình không hiểu được cái những cái nhân duyên để cấu tạo cái thân này đó, thì nó kể như là không có. Nhưng mà tại vì nó tập hợp lại có những nhân duyên, thành ra người ta dựa vào nhân duyên mà không có đành rẽ của người đời ta đặt ra, cái này là người, cái này là ông sư, cái này là này là nọ. Nhưng mà nếu mà thật sự ra, nếu mình chia ra từng cái một đó, 27 cái sắc mà mình lấy ra mình để ra ngoài đó, quý vị cho ai mời ta lại cho anh ta có trẻ thèm không, phải không? Đó, anh đang nhìn như vậy chứ sao nữa. Mà khi mà mình nhìn mình giác được cái thân này đó, nó có 27, nói gì sắc nó có 27 chuyện dựa vào nhân duyên để nó hợp vậy đó, mà mình biết được cái nhân duyên của nó thì nó rã ra là 27 chuyện á, thì thằng chết làm sao thấy được mình. Mà chỉ sợ mình coi kiến mình thấy nhà coi bộ cũng còn được, mình giác ra nó ổn quá ra không giác, thì thằng chết nó mới nhìn ra mình thôi. Phải không? Bây giờ cứ nghĩ vậy đi. Thằng chết nó nhìn ra mình, nó tới nó nắm cổ mình để xuống cái chỗ của nó muốn, tại vì mình không thấy được cái nhân duyên của cái gọi là thân này. Cái mình gọi là thân này đó, nếu mà chia ra nó có 27 chuyện, 27 chuyện để ra mỗi nơi đấy đó, đừng có nói gì đó. Ví dụ như bây giờ cái cô đó vừa được chọn làm hoa hậu rồi, chia ra hai phần để ra ngoài có ma nào lại phải không? Nó lại nên nhìn là nó bỏ chạy đi chứ không phải. Wow. Đó, thành ra ráng vào những cái nhân duyên để được cấu tạo lên cái mình gọi là người, là ông sư hay là doctor hay là gì này đó, mình nhìn thấy nhân duyên nó để đó, để thấy rõ ràng cái mà mình gọi là ông sư, cái mình gọi là người là này chỉ là những cái mà ảo huyễn hoặc mà thôi, thì mình mới không còn dính mắc này, người nó mới khá được, chứ còn không làm sao khá được, phải không? Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sĩ tăng quần sư nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các sĩ tăng quần sư nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp hỗn loạn đại tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bố Thầy và Nam mô Tham Mại và Nam mô Sẵn Khai và Nam mô Rát Tịnh Tịnh Giác Sa.
Dạ, chúng con kính tri ân Ngài Liễu Tông rất là nhiều, và dạ, dạ. Đạo Tràng cũng rất là cảm ơn huynh tu học Phật Pháp. Và dạ, sau đây thì con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo để kính xin Ngài Trí Đức chúc phúc cho Đạo Tràng chúng con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng và rút ta mang. Bút thể vô khách tô đô sô bút thô. Cá ma tú tăng ma măng. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thành chế đúng vi thằng quá rằng thâm mẹ vô kha li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh chế đúng vi thốt ta măng sang khệ vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem mất lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng ít mít đến Ngài Trí Đức và kính xin Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con kính dân mít đến Ngài Trí Đức. Và tôi sắp mừng ra lăng rất thanh được sắp hiểu và ta sắp đã hai nụ pha về nực đà số thi phú quanh được tê phú và tôi sắp mừng ra lăng rất thanh được sắp hiểu và ta sắp thăm ma nụ pha về nực đà số thi phú quanh được tê phú và tôi sắp mừng ra lăng rất thanh được sắp hiểu và ta sắp sân khả hai nụ pha về nực đà số thi pháp quan tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người so thất lạc thổ su so ru no ho bồ tát sa sa ne a ru go su tổ hồi sa sa bê nhà thứ vị sa thất lạc tha ham sự vi ta vi ro na bồn tất cả tôi sa hợp bế vi tề thân lạc tha sự vi ta vi ro na bồn tất cả cho nên a ro ga sự vi ta vô tha sa sắc bế thị nhà tịch tuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui và những người trong gia quyến. Sa thu làm thay. Bồ Tát đấng chư thiên trong vòng tịch